Hello everyone, welcome back to my channel. So today nè các bạn xem xong cùng mình sẽ chia sẻ một cái channel của nhóm. Hãy nghe đi chim sum chai rum lệch nơi Merian phía sang lấy một tiết cứ tiện thông tình năng ca nghĩa hay là một bộ chẳng dân sắc xa một tí tiện nó không sang lễ đà dương pra đồng bây hào chỉ một bộ bó rồi có ca nghĩa bạn hay ní cứ chụp này thì muối đà nhóm đã ca nghĩa đà chập đám đòi à xó ê bạn chập đám đòi à xó ê tỏ chẳng bong on a chỗ subscribe channel bọc nhóm đồng bay từ tua ban merin mấy mấy chỉ phải sang lấy hay complete chỗ được nong playlist đồng bay riêng nơ merin sang lấy chỉ tràn được nong playlist bọc nhóm bạn chấn complete đã rút cần đấng nơ lơ nộp phần to pi bong on cho subscribe đó chấn dân chập đam tại mà đón ta càng nghĩa đã chập đam là so e bị đã chập đam là so e chúng chim lực mau tài chuẩn luôn pram tế được nông video này đó chúng dân tầm mơ bị đầm bông kê tầm nó đó. Ok bị đầm bông kê cứ accountant ní anh tên này chỉ phải sang lấy cứ a person that work with the money and accounts of a company bạn. A person that works with the money and accounts of a company. Chứng accountant chỉ phải sang lấy mình đây tham mình nu đại với cả chỉ mùi lưới hay những con nhà ta con tiền kia rồi có account này cầm hồn và chứng thuê cả bẹp con tiền những kẻ này chuẩn bị kẻ này hay những bẹp con chỉ mùi những lưới nhưng hào ta accountant và hay prai chi phía sạc mà dưỡng cứ prai tha kẹt nền này có và kẹt nền này có nè vô ca hàng kẹt nền này dưỡng chi mà nuốt dưỡng prai tha accountant chỉ ca nghĩa bà for example my sister is an accountant at a bank in a bank ok tỏ chân dương và to từ một tiếp actor or actress và actor or actress tâm bất bị ní cứ đặt bị như thế actor hay bị mối chết cứ actress hay bị ní khó khăn ní đời xa actor chỉ phải pro hay actress chỉ phải sáng tỏ chẳng như mơ anh tình này không sang lấy thì đã thầm mình ok a person that acts in a play or a movie chẳng kia tha chìa mà nú đà sẩm đái nơi khnông rương là tháo rứ có khnông sai phi biển và movie sai phi biển chẳng nhẹ đà sẩm đái nơi khnông là tháo rứ có sai phi biển chỉ phải sạc mai dưỡng prai thá tu sẩm đái và tu con á hiện phẩm đá cứ tu con rứ đà ra vì sẩm đái như chẳng tờ rứ tu sẩm đái và hai actor ní cứ dân sầm đạo từ lơ tua sầm đại thế pro mà tua sầm đại pro hai actress từ tua sầm đại sậy mà chân khó khăn đi lẽ cái này chỉ thế mà thế pro thế sậy thế pro nhân ta actor thế sậy nhân ta actress mà tạm chân dân từ mơ bị vật to tiền mà bị ti bay ok bị ti bay cứ architect và bọn bọn anh ta architect lại này mình bọn bọn cũng chỉ làm anh ta architect cứ archi sầm lên cơ architect chỉ phải sang lễ cái bộ giải tha a person that designs building and houses a person that designs building and houses chẳng dừng phải tha chia mà nút đà cúp plong và design cứ cúp plong rồi có hà là
chnai mot ba chnai mot pu plong neu akia okay building and chang pu plong got chi neak pu plong akia hai ning pu plong teh ba chang phesa khmai jeung jeung prae tha sthapatyakor ba sthapatyakor nu keu neak pu plong rư ko neak design neak chnai mot hang akia ha teh ei nung keu jeung ha tha sthapatyakor tham phát nhiệt cỏ. Ok, chứng dương và to từ bịa tí buồn và bịa tí buồn cứ astronomer. Ok, astronomer in English they say a person who studies and the stars and the universe. A person who studies the stars and the universe. Chính những bài tham mà nú đàl sắc xa một bì bài và star những bài tập bài bài nó lưu mệt nhé. Chẳng có sắc xa một bì bài tập bài ní chì bài ở quay tao viên thân ở phần lồng na tao viên miền tùm hôm bọn mà này nhé. Hơi nâng sắc xa một bì còn lúc universe này chúng ta thà nông thà tì nông nông bài giả cá nông lùm hò cả mà universe này chúng ta thà lùm hò cả nông còn lúc dương thì nó không làm ho cả, chân quạt sắc sảm, bị hộp còn bị cay, xin là ho nó không có lòng đẹp tết, thì chỉ đam nữa, chân dương hào quạt thái chụp sang lấy astronomer và astronomer chân phía xa chỉ phía xa mai dương dương prai thay dạng mạnh, nó phía xa mai dương cứ dương prai thay đà ra vị tu và đà ra vị tu chúng đà ra vị tu trên nhà sắc xa một đà ra star nữa cứ cài nhà thờ đà ra mà vị tu cứ nhà sắc xa một pi cài trên dương cho từ pi tiệp pram cứ chỉ pi trong cõi thì mà đón mình men pi trong cõi sầm rập càng nghĩa tới pi trong cõi sầm rập càng nghĩa để chấp đam lời giải sau e bạn hai nông mê đến bẩn tốt nông video bẩn tốt khi mà đã phát chú hay lại nick cứ bì và trong bên đây ta càng nghĩ để chập đám đòi là sọ bì và tạm chứng nhưng mà bị tì prám thì cứ author những anh ta author như chụp sang đấy they write books or novels chứng author nó cứ cú quát cứ sửa xe sửa phấu rồi có sửa xe rương và lòng lộn chân nhẹ đài sửa xe sửa phấu hay nippon sửa phấu nippon rương và lòng lộn dương hào tha author và tí khá dương hào tha writer thôi mà đà mà writer có chỉ nhẹ nippon này hay author ní cứ dương sửa đạo từ lửa cả nippon sửa phấu cả sửa phấu rồi có sửa xe rương và lòng lộn chúng chụp sạc máy giúp những bài thả nét nhịp bồn xếp hầu mà nét nhịp bồn xếp hầu author ok chẳng bọn bọn rong trăm tù sản án ở video bần tốt cứ khi nhầm bần tó nơi biết dường bị cả nghĩa hay nâng mục bò chụp sàng lễ bần tái khi nhầm đã chia sọ bì và chúng nâng chập rô biết đà miên chập đam là sọ bì hay công bom ôn thử đơn tha mình men miên tập bị pram năng tí để cho pram đó sợ e một cái bom miên bị ai mình miên bị chia ra tiệt và phần đấy trong chưa được vô màu tại pram tí đã không mùi video đời xa lại tha bom ôn riêng chia ra tí ai mình gì chạm và thì bạn càng chạm chứng đã pram tới cứ chui ở bóng phôn chạm bị nâng bàn lò chiếm và chẳng complete tam rong chạm tu sana video bằng to
ចឹង complete subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយដាក់រូបគណ្ដឹង like ហើយនឹង share video នេះ complete comment នៅខាងក្រោម video ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើបងប្អូន គិតយ៉ាងម៉េច ចំពោះ video មួយនេះ បាទ ចឹង ជូនពរ ឲ្យ បងប្អូន មាន សុខភាព ល្អ ទាំង អស់ គ្នា ជួប គ្នា នៅ ក្នុង video ក្រោយ bye bye Hello everyone, welcome back to my channel. Then today I continue English vocabulary with jobs with letter B. Okay. Chừng sau đây là tập học này, ngày nay chúng ta to video đã chạy được lấy bóng ôn nơi bịa không sang lễ để còn tận đằng càng nghĩa hai đằng một bộ hai nick cứ chia video TP đại nhóm nâng bình cho biện để chỉ một cái bò nâng để chấp làm đòi sọ bì và tại miền trung luôn tại pram tê bản chứng bóng ôn complex cho từ mơ video part one để nhóm lực biện chỉ càng nghe nâng chỉ sọ a và hay complex cho subscribe channel của nhóm đồng bay từ tù bàn video mày chỉ bật top hay đã rút cần đăng đồng bay alert bóng ôn được về đại nhóm upload video bạn like hay nâng share video này thì cần bỏ phone một phép mời các bạn tìm được học gì và chứng tỏ dương có mọi khách về dù chắc đam thêm đoàn ok chứng bị tìm mùi cứ baker và baker baker ní cứ dương chịp sang lễ mình thì they make bread and cakes and normally work in a bakery. Chừng chúng phụ bị baker cứ sầm đau từ lơ mà nú đà thưa nụm pắng, ok đợt nụm pắng hay nừng thưa nụm cake hay chỉ thòm mà đá cứ phụ quát thưa can nó không hàng lụn nụm pắng hàng đợt nụm pắng đằng lòng bạn chừng chừng hao tham baker chừng phải chỉ phải sạc mày dưng cứ dùng phải than nẹt đợt nụm pắng bạn nẹt đợt nụm đứng có nẹt thua nùng bằng tạ chân dương và to từ tiệt tì pì và tiệt tì pì cứ brick layer và brick cho mình tiệt bày mắt từ brick layer dương prai thàn nẹt chỉ phải sang lễ cứ dùng mơ là tên ấy a person who helps to build houses or building using bricks. Okay, a person who helps to build houses or buildings using bricks. Chẳng dùng prai tha mà nút đà chui sang song tiếp. Okay, đà sang song tiếp. Rứa có sang song ở kia đòi prá ịt là bricks. Nếu dùng prai tha ịt chúng chia phía xa mai dưỡng prai tha chiên riệp ẩn chiên riệp ẩn chúng có chia các loại chiên sầm nòng và riệp ẩn vừa te rồi có vừa kia nữa và chúng dưỡng cho từ bịa tị bảy từ bus driver chúng chia sang lấy từ a person that drives buses. A person that drives buses. Yên prai tha chi phi sát mai yên yên prai tha nẹ bạc lan krong. Nẹ bạc lan krong. Bus driver. A person that drives buses. Chân tiệt tị bấy. Yên bần to từ tiệt tị buồn. Bà tiệt tị buồn. Cứ bà. Tiệt ni yên an tha butcher. Butcher. Butcher chỉ rằng lễ cứ meat and sells it in his or her shop. Butcher a person who cuts meat and sells it in his or her shop. Chứng menu đã cắt sạch hay luộc nơi khung hàng là bọc quả. Nhưng prai thá nẹt luộc sạch. Ok, nẹt luộc sạch thì chỉ luộc sạch
cô rư có sạch môn sạch chim chỉ đà bạc bò chờ chẳng dương bật tó tơ bịa trong rõi bịa thì prám mình nên trong rõi mà càng y tế cứ bịa đá chạp đám đôi ở xó bì hay vì mình ai miền tập trầm đi ai miền tràn chuyện đi phần tai nhầm lực mau tập trầm thì bạn tỏ chân dương mơ bị trong cõi cứ barber và barber barber in English a person who cuts men's hair và a person who cuts men's hair chân cứ chia mà lúc đó cắt sọ bộ rọc chứng dương phải thả chiêng cắt sọ và chiêng cắt sọ bộ rọc nên cứ dương phải bị thả barber nếu bên bị dresser phần đại dresser ai chiêng tóc tai sọ hơi stray hay những hơi bộ rọc phong đài phần đại bờ barber cứ dương sầm đảo tai từ lứa chiêng cắt sọ bộ rọc thì bạn ok chân dương an bị những bay bay đòn đó nghĩa sai mấy baker 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 bricklayer 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 bus driver bus driver bus driver butcher 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 barber 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 bạn ấn chứng phim xong mình chọn trong phần này hãy bấm complete check subscribe to the channel một nhóm hãy đã rút cần đăng để tụi bạn video và top top hãy complete rong trăm tu sửa video phía thứ bảy bạn đã chấm lực yok nơi càng nghĩa để chạm đam đòi ở so si mà đòn bạn chứng không mùi video chấm đã tập tạm phía tế tâm phất vi miên phía lơ vì năng tiết để chạm đam đòi ở so bí này đời xa ca đã nhưng phải bóng phôn mình nghe chám chân bóng phôn nhưng phải hành bóng phôn đẹp rằm nâng chân bóng phôn anh dơ tự tính để mới nghe sử dụng chạm bạc chân xôn chung phôn bóng phôn mình sọc tiếp nó chụp nghĩa nơi nóng video cỏ bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. So today in the afternoon, some sort of subject may make an channel about him. But any similar no penalty by the tone to the fit no sound way. That young young be can hear high no mock robot. High can on penalty by him look your fit the chap down die at saucy. And fit the chap down die at saucy. Chúng complete bóng phôn cho tôi chạy mơ nơi này tìm muối video tìm muối video tìm phí đã nhầm lực dục cả nghĩa đã chạp đàm là xó ế hay nâng ạ xó bì chứng ngay đi bóng phôn nâng riêng bị pram tiết vì video này đã chỉ cả nghĩa hay chạp đàm đòi ạ xó xì chứng môn nâng chạp đàm bóng phôn cho tôi subscribe channel bọc nhóm hay đã rút cần đăng làm bây giờ bàn video thầm mấy hãy like share video này thì cần một chạm phong phố. Ok, tập chẳng có mọi khác về dưới chạp đam lần này. Ok, bị tìm mối cứ carpenter. 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 Carpenter cứ chìm sàng đấy dưng ảnh tình này xung rãi cứ a person who makes things from wood including houses and furniture. A person who makes things from wood, including houses and furniture. Okay, chẳng dịp mình đây thà, mình đã bằng cách nơi rộp bó vì đã pra chờ rùm mình chôl tàng tết hai nâng trương sẵn hà rầm bạc. Chẳng chịp sạc mà dưỡng dịp pra thà chiêng chờ vật chân này chờ thôi chỉ trương sẵn hà rầm cứ có quạt sang xong tết này phương bị chờ chương trình học của thầy chiên chở carpenter carpenter và bộ chiên ít đôi phần merin ti ti pi và cứ dân học thầy brick bricklayer và bricklayer chương trình bắt đầu từ phía ti pi
Okay, ti pi yeung pra ta chong phau hai chi pa sang le keu chap ba. Antony samrai keu a person who prepare food for others. They work in a restaurant ba. Chăng neak dal riep chom maha samrap aoy neak datai keu prepare ni keu prepare food yeung nei tha cook food ka ba ne, make food ba. Chmon maha aoy sing. They work in a restaurant. Phục vật thua cá nơi nóng phôi nhị thàn bật á. Bên khác còn ai trò bàn kì chua từ ai phùm hộp nơi tạm tiệt của miền này bạn. Nhân dương trai tha trong phẩu chef. Hai miền bị môi chết cứ mà trong phẩu đấy cứ cook và C double O K cook. Chỉ vớt trai tha chấm ấn chỉ náo dương trai tha trong phẩu bạn. Và dương có to từ bị tí bảy. Tí bảy cứ cleaner, cleaner, cleaner. Ông bố nâng hai clean xâm ạp bà. Chẳng ăn tên này xâm rãi khi phát sáng lấy a person who cleans and tidy an area or places. Mà chẳng dân bà thá mà nú đã xâm ạp hai nâng riếp chọn mà tidy riếp chọn mà nghe xâm ạp nó. Nếu đồng bọn được có tí cần lại nàm bùi bà nâu nâu nông area mà phải là tì tăng rồi có đồng bón places tì lại bà hơi dương prai chi phát sát máy cứ nhẹ ảnh à máy bà chứng nhẹ ảnh à máy có xung mát vì thế dương chùa nó không còn hôn miền nhẹ ảnh à máy nông xả lá miền nhẹ ảnh à máy tam lâu xa thiền nã tì xa thiền nã còn miền nhẹ ảnh à máy bà hà thà cleaner bà tỏ chứng dương mơ bị tì buồn tì buồn cứ coach và coach 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 này xem ra hiệp sang lấy a person who trains others in doing something và a person who trains others in doing something chứng chỉ kim train này dùng phải thà bổng vật và bổng vật kế như có phải bổng riêng kế train trainer cứ bằng vật nẹp xí như có vận động mà đang nẹp xí đâm bay thua nơi ở ngoài mùi bạn hồi kia tha bảo toát cứ miên chỉ cứ bằng vật mà nẹp hào tha football coach và chẳng coach coach cứ chỉ cứ bằng vật tập chẳng dương phần to từ mục tiết cứ tiện tiếp pram để chuẩn bị trong cõi nước nông video này và nay nơi đôi khi em bàn được làng chẳng nông video thì mỗi chuẩn bị cứ khi em lực mau tập pram pị này mình miền miền đây tham miền tập pram pị nên để chấp làm là xóa xí thế anh đừng miền pị xem về đồng tiền đòi like khi em lực pram ở này đòi xa tại chui sầm rúa lo ca trong trăm và vòng vòng ôn cùng ở vì tràn pít bị bã phong ca chẳng ok tỏ chứng pị tiếp pram từ cashier 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 dương trai tha a person okay in English a person who handles with payment receipt in a shop bank or restaurant ba chứng chi menu đã can okay tha can được có đọc sai chúng mùi nâng ca bóng play payment, ca bóng play receipt dương prae tha mì cài bát nâu khnông hang, khnông thể kia rư nâu khnông phô nhìn đi thàn nì nì bạc chẳng nẹ đà kết lối dì chóm tới dì nẹ đà kết lối dương nâng nẹ áp lối áp ơ dương nâng cứ dương hà tha cashier dương prai chip sạc máy prai tha nẹt kết lời mà nẹt kết lời cashier bạn tổng chứng dương an bị nâng bay bay đòn từ ngọt nít tổng chập đám carpenter 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 chef 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 cleaner 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 couch 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 cashier 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 mà
chúng nhóm xong bằng chọc video part này thì bây trong tập phần này hãy bóng ôn cũng lấy rộng trăm tu sinh nạp thật for là khi mình lực việc càng nghĩa để chạp làm đòi ở xó đi và hãy bóng ôn cũng subscribe hay nâng đã rụt cần đăng từ lời channel một nhóm đồng bây bóng ôn tu ban video mấy thầm mấy chia phần to phần to tiết hãy cũng lấy like share video này thực hành theo bóng ôn comment ở thằng trống hay nhằm xung chun bó ở bóng phôn miền sọc tiêu lõ hãy chụp kênh nơi khăn video bằng toàn mà. Bye. Hello everyone, welcome back to my channel Rien Chum Rong. Sự sẵn đây là các bạn xin xóa cùng một kênh channel Rien Chum Rong xa chít mấy. Hãy ngay nít xem được dụng nơi video kỷ tị 4 là dường sắc xa phía xa ngay lấy là dường phía càng nghĩa rưu của một cơ bò để ông lấy hoặc là jobs. Hãy ngay nít trong video này trong video kỷ 4 cứ xem được dụng phía là chỉ càng nghĩa chùm luôn pram để chạp ram đòi là xó đi. Hãy bóng bóng cùng lấy cho tôi bình luận từ sắc xa nơi trong video này thì muối thì pi hay thì bấy đại nhóm lực cho công ty càng dễ đá để chấp làm đòi là so a trong part 1 b trong part 2 hay nên c trong part 3 và chẳng mong muốn bấm cho subscribe channel hay đã rút cần đấm channel được bọc nhóm từ riêng chấm đóng làm bây từ ban video thứ mấy chia bản to để xem post chia riêng rồi ngày chán rồi nó ngày sọc và lại ngày nay bóng phôn sạch xàm phí phía càng nghĩa đài chạp đám đó là xóa đi tọc chân dương chạp đám thằng đó. First word is dentist. Dentist D-E-N-T-I-S-T dentist, what does it mean in English? A person that can fix problems that you have with your teeth. Okay, chẳng như phải tha nét đeo ác đọc sài bằng hà nét đeo miễn bằng hà chung mùi thú mình và chẳng đọc sài bằng hà thú mình chẳng đọc bây giờ dân chư thú mình như được chọn đồ thú mình ấy cứ dân đọc thú mình ấy cứ dân từ dentist chẳng chịp sạc mà dân như phải tha pet thú mình mà dentist pet thú mình. Okay, go to the next. Designer. D-E-S-I-G-N-E-R. Then designer. Okay, what does it mean designer in English? A person who has the job of designing things. In fact, net dial miễn càng nghĩa nó không ca chân này một ở vầy cổ bàn ok chân này một nơi vật thụ xem xì things ok đôi chì chân này một xong việc bé đôi chì chân này một tết chân này một kia chân này một lan chứ đảm mà dương hát tham designer chìm sạc mà dương dương pra tha nẹ chân này một và nẹ chân này một chúng bởi bóng phôn trong dưới tha nẹ chân này một xong việc bé bóng phôn là close designer và nè chân này một lát bóng phôn đã thật car designer và chân này một kia bóng phôn đã building designer. Ok right now we go to another doctor mostly you all know this word where you are very familiar with this word. What does it mean in English? In English mean a person you go to see when you are ill or have some type of health problem. Chẳng mình đã nẹ tôi chụp nó về để nẹ chứ rồi có miền phần hà sọc tiếp xem gì. Và chẳng nó về để dân miền phần hà sọc tiếp rồi có chứ dân tôi chụp nó nát cứ dân tôi chụp which happened it. Và nên phải tạm chụp xong lấy dân hà tạm doctor hay chỉ phải sạc máy dưỡng hoặc là vị trí bệnh nhân. Ok, now move to another one. Ok, this we have two separated words. The first one is dustman and the next one is refuse collector.
why I put these two together, I mean that you can choose to use any of them, okay? That each one means the same, I mean both of them the same in meaning, and you can choose one, choose any one to use separately. Okay, dustman in English mean a person that collects trash or rubbish from bins in the street. And refuse collector the same mean a person that collects trash, rubbish from, okay, this is from, not form, from bin in street. In Khmer, nông sạc mà dương dương bà thà nẹ bà mô xâm rạm chào. Chúng ta xem đến dương đã xâm rạm được cả mục mình nẹ mô bà mô xâm rạm dựa chào. Đã nơ làm được xâm rạm với nâng hào thà đã xâm rạm được có refuse collector bóng phôn ách bà mùi ná cầu bàn. Okay, mình nây đôi kìa, đã xâm rạm được có refuse collector. Now we move to the last one. Doorkeeper. Doorkeeper. What does it mean in English? A person on duty at the entrance to a building. Dương prai tha nẹ đài miên cả tạp kích nơi trọ chô từ khôn a kìa bàn. Chứng nẹ miên tạp kích miên đài tha quát thua ca nơi trọ chô kìa. Dương hà ta doorkeeper. Ok, door, thuyết, keeper nẹ thay đa xác. Chứng dương prai dịp sạc mà dương tin prai tha nẹ chăm bao thuyết. Nẹ chăm bao thuyết. Doorkeeper. Okay, now everyone, we read each word three times. Let's go. Dentist. 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 Dentist yung pratapet thamay. Designer. 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 Designer yung pratapet chai mode. Doctor. Doctor. Doctor yung pratapet which abundant. Dustman. 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 Refuse collector. Refuse collector. Refuse collector. Yung pratapet pramol sumbrang. Doorkeeper. 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 Yung pratapet nẹ cham bao thuyết. Okay, ok kun chan bong phong ngọt ni chim sông bit chop the trump bunny hay complete cho the subscribe channel mọc nhóm đồng bày tụ bàn video mấy thamay chì bật tỏ tiết hay cho từ mơ video môn môn để chim bàn đồng hóa để tôn mê rìm sang lấy hay complete đã rụt cần đăng đồng bày tụ bàn notification nông video cao ích nhóm nâng lợi dụng nơi ngay pram video ngay pram để dừng chia càng nghĩa để chạp đàm đòi à so y và chúng complete like and share video này hoặc còn chán chụp kia nước nông video chào bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel Rin Chum Rong. Sustain the ngọt nia sống sạc cùng sáng chết mấy hãy nông video này nhằm lợi dụng nơi video này thì phạm là dân dân bị càng nghĩ bị không sao lễ hay chạp đàm là xó ý hay bóng phôn complex cho từ mơ video này phía mùi phía bi phía bay đó rồi hôn đó phía buồn là dân bị càng nghĩ đó để chạp đàm phía xó A, B, C, D rồi lời này cứ nhầm lực dốc phí xó ý hay miền tài phạm phía tế bạn hay mình đây tham biên tập pram năng tiếp phần đấy trong video mỗi mỗi chương tập pram tiệt thì và nhưng lợi dụng tiệt là sầm ảnh là lõ lõ để bóng phôn chút tập theo chia phải chạm thằng ngày và chấm complete subscribe channel bọc nhóm đồng bày từ ban video mấy mấy hãy đặt rút cần đăng đồng bày từ ban notification tổng chấm có mọi chặt bế dừng chạp đam tầm lõ. The first word is electrician. 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 What does it mean? Electrician. In English, a person that works electric, work with electric circuits. Okay, electric circuit. Chứng nét là thua ca chung vui nâng sikhui a kisani. Chứng lại ní thường mình with phần này. Này chi rồi lúc ấy, chung vui anh đương tới chung là mình with. A person that works with electric circuit. Chứng
Manu đã thua cá chung môi nâng sĩ khuya kì xin đi mình đã phép phong tên nâng đông mà kì xin đi được cử rương là kì xin đi xin xin chỉ phải sạc mà dân dân trai tha chiên là kì xin đi và chiên thằng kì xin đi bởi nó phải đại dương nhìn qua nhà khang một bộ cò kì xin đi được có lương ngay cho đám hôm nay tùm nồng quá đội chui 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 bàn và chiên là kì xin đi. Ok, nhưng anh ta electrician biết thì biết engineer what does it mean? A person who develops solution to technical problems. They sometimes design, build or maintain engines, machines, structures or public works. Okay, chứng engineer cứ dùng từ nào từ lâu mà nó đã áp dụng nơi hiện nay ta quan bằng cả nơi đầm nọ trái chấm bùa bằng cả đầm nọ trái đầm với đầm trái từ đó bằng nhà chạy cái tết và bằng nhà chạy tết thì sẽ thành cái khó problem phụ cái chuyên cáo chuyện này rồi có cúp plong sang song rồi có thay đổi xa cường machine mà đây chứ cường machine lan rồi có machine thông thông rồi có structure cường cầm rong hay những càng như sa thì là xem xem chứ mà trong sàn đấy được chịu quen lại bị trong sàn máy vẫn phải thá vị soạn cò và vị soạn cò engineer vị soạn cò. Ok, tập cho dương từ mười thì bấy editor. Ok, editor thì in English a person who is in charge of determines the final content of a newspaper, magazine or multi author book. Ok, chúng như phải tha អ្នក đal miền phiệt cách nó trong ca cầm nót nữ miệt thị ca trong cõi này cả site tôi sẽ nào đấy thứ có chia nhận những phần sập hầu rùm kia multi author mình là những phần tràn tẹo hụ những phần mà mình phần tràn không sập hầu mùi nữa chứ editor chỉ phải sao mà chỉ phải tha nhận cái sầm rùi và tiêu tha tập bọt nung cả sai một cái trình sai cái thầu ca editor màu từ phần đất sân mà và sân như editor cái từ phần đất mình cũng học cho con ấy tí cái bọc cùng xài chứ toa từ tròn nhẹ cái sầm rùa sân từ ai chính xài chi viên ca mình cũng học xem xem những cái chân không tu sân đây tu sân nào đây không cả sai google sập hộp xem xem cứ từ mình editor và hay là cái này cái đặt tha multi author mình đây tha nhẹ mình bốn room kia và mình đây tha mình nhẹ chi nhẹ tay nhập phun chẳng nữa mình nhận biết chứ nè chui trượt bên đất trong nơi ắt bọt nâng từ giờ hào ta multi author là chân tay dịp sạc mai giờ lên gì nhớ lúc từ nhận cài dùng rule ắt bọt cài dùng rule với xem xem này chui nói về cái như nói cái chui bên đất nói hào ta editor và okay, now we go to the next is economist yeah, and economist bong bon dang pi economy ba economy yeung prae tha sethikach ok economist ku in English an expert in economics ba ku neak chumnieng no knong sethikach ba chung neak chumnieng knong sethikach sa khmae yeung prae tha setavitu. Ok, bị bẩn tốt hay cái đó chỉ bị trong cái để chọc đòi sọ y đấy và cứ để chăm lực dầu máu cứ executive director in English an important manager in a company or organization who is involved in organizing its daily activities. Chúng như bà ta chỉ nhận chặt chay rồi có cục cồn nó sầm khăn mũi nó không cầm vốn rồi có ăn cá hay cứ chỉ một lúc đã
chô ruộng nơi phân ca riêp chom mà riêp chom nơi cam một phép trăm thứ ngay rồi bọc cầm hôn được có ông ca nụ và chỉ phải xác máy dân pra xong anh cứ nị dụ prát bạc và nị dụ prát bạc cứ dân nị dụ đã được ngon sẽ cam một phép đã được ngon nơi ca ăn vọt và dân hà ta nị dụ prát bạc Executive Director dân sơ xe cắt từ ED bạc. Ok, now we read three times each word. Electrician, electrician, electrician. Dùng phải tha chiêng ở kỳ sân này. Engineer, engineer, engineer. Dùng phải tha vị sọ có. Editor, editor, editor. Dùng phải tha nạc cái dùng rùa. Economist, economist, economist. Dùng phải tha set vị tú. Executive director, executive director, executive director. Dùng phải tha nhiều phát mà. Chúng bạn muốn complete subscribe cái channel của bọn nhóm đồng bày từ bạn mê riêng chi và tỏ bọn tiết là khi nông video của các em nâng lợi dụng nữ phần này thì phần mũi đã tiện chia ca nghĩa để chạp ra một đòi ở xó F dù mà bằng hành đồng bộ này bọn muốn complete cho tới mơ phía tì mũi và hô đó phía tì bốn đã chạp ra một cái A, B, C, D hay complete like and share video này căn một cái bóng bồn bạn chân chun poi bóng bồn miền sọc tiệp lo thằng học nít chụp kia nó không video cày là chỉ video phía tiệp làm muối là dừng dừng pi càng bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. So today nè, hôm nay xong xóa cùng xa chịt mấy một căn channel bọc nhóm bát xa chịt mấy channel bọc nhóm cư riêng chùm rõng. Chẳng nông video này nhóm xong lực dọc nông mê riêng sang lễ bẩn to tiết vì phía tiết phạm. Nông video này cư phía tiết phạm mũi đã lì dùng phía ca nghĩa phía chịt sang lễ chạp đàm đòi ảnh sọ F. Chúng mong muốn complete cho tầm mơ phần này thì pram thì buôn thì bay thì pi thì mối là dừng chập làm là sọ A B C đánh riêng móc hốt đó là sọ D nếu này thì sọ E không phần này thì pram hay này thì vừa mối này cứ sọ F tập chứng môn này chập làm mong muốn check subscribe channel bọc nhóm hay đã được cần đăng là mời tụi bạn video cào cào tiết hay là bạn được tour nơi cả sức khá thì sang đấy thằng học nghiệp tạo chẳng dương của mọi chặt thế chấp làm đằng đó thì muối farmer. Ok, farmer, farmer, farmer in English mean a person who owns or manages a farm. Chẳng dương bà thân nhé đã miên cảm xúc rư có chặt cháy nơi cả sức thàn mùi và chân con mình cả than bờ nước mà dưng anh mình sài mình này dưng còn mình cảm rất hay còn chặt chay càng nghĩa là thì được chứng dưng hào thảo farmer chụp sạc mày chúng ta tha cả sĩ cỏ mà cả sĩ cỏ farmer và farmer dưng bắt đầu từ PTP cứ film maker và film maker film maker màu PTP bộ mình chỗ nghe cứ phím hay là maker bạn chứng what does it mean in English a person who directs or produces films for the cinema or television thì như prai tha chỉ nét là đặc nom rồi có phần lật nơi sai phim yun mà phím như prai tha sai phim yun xâm rạp rung phim yun rồi có tù chúng chúng cái tụt cái mình cầm thì tụt là cắt đường thiện chẳng cái ao quạt đập non nâng phần lật sai về biển chẳng khi bị sạc mai như bà tha phần lật được co phía biển và phần lật được co phía biển phần lật co cứ chỉ phần lật mẹ cầm cắt nâng sai phía biển và hà tạo film maker. Ok, now we go to the third word, fisherman, fisherman, fisherman. In English, a person who catches fish for a living. Nhưng ta tha, một lúc đã chạp trái xâm đập chiều hiệp vụ nữ. Mình này ta có rục si chạp
trái vô mà lụa nằm bây lụa dọc lưới máu bầm ra tới đó chịu cái phương nó được quả while living. Ok, khmai nẹ nê sa và nẹ nê sa trái fisherman nẹ nê sa trái. Now we go to the next word is firefighter. What does it mean? A person whose job is to stop fires from burning. Chính dân bà ta mình nuốt đài mít ca nghĩa hai ca nghĩa bọc quán ứng cư tầm bay tốt rồi còn mình chốc lớn bị ca chè chân chi phải sạc mà dân bà ta nẹ phần luật là kỳ phẩy và chân nó bê đàn viên lương chát cư firefighter nữa cư quạt tơ phần luật là kỳ phẩy nẹ phần luật kỳ phẩy nhưng còn đào cho mùi làng tức làng xả rãi nữa hơi quạt cằn xìu tức bành tức nằm bầy phần luật à kỳ phẩy nhưng là hào tháo firefighter bài tập lớn fighter bài tập nẹ phần luật chân nẹ phần luật cho mùi lương này dân bài tập nẹ phần luật là kỳ phẩy. Okay, now we go to the last word of this video. The last word is flight attendant. Flight attendant. Okay, flight attendant in English means someone who serves passengers on an aircraft. Someone who serves passengers on an aircraft. Yung prae tha manu dal bom rao serve ni yung prae tha bom rao nhiều passenger từ nẹt thôi đồng nào thì có chiều nửa lời dần học, ok nửa lời dần học. Chứng dương tra dịp sạc máy chứng tra than nẹt bầm ra phiếu lời dần học. Flight attendant, someone who serves passengers on an aircraft. Ok. Tạ chứng dương an bịa mùi mùi nắng chầm nôn bay đòn thằng học này tạ chấp rằng. Farmer, nhưng tra thằng cả sẽ có. Filmmaker, giờ phải là political phim nhựa. Fisherman, giờ phải là nét nét sáng. Firefighter, okay, firefighter, giờ phải là nét luật kịp hay. Flight attendant, giờ phải là nét bom rạp nhiều lời nhựa học. Ok, chân bóng ôn. Chúc subscribe channel của mình nhóm hãy đã được cần đăng đồng bài tụ bản video thamay chi bằng to bằng to tiền trong video của các nhóm nâng lực dục phía tì phạm phí đã bị cả nghĩa nâng không sáng với chấp đám đòi ảnh so chi và chấp đám đòi ảnh so chi hãy bóng bốn complete cho tư sắc xa nâng video môn môn là chịp này thì mùi tìm tìm bây hỗ đò tì phạm đâm bay của mọi là tham miss something đâm bay của mọi khó khăn nó cả liên biết chia phía sang lễ là nhiều bị càng nghĩa bị à so e rồi hút đó à so e và chân chấm của so f trong video này bằng phần sắc xa chấm luôn tạm biệt hay trong video cuối à so chi chấm luôn tạm biệt tiệt và chân không biết like hay share video này thì cần được cả bằng phần đâm bay ở bàn trên đôi bằng phần đàn ok. Chúng chúng tôi mong phụ ổn sở lõ chụp khi nơi nông video tiếp thân này tiếp làm phí xong chúng tôi tiếp trâm phần này. Bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Sau đây là toàn phần này, xong xong cùng xa chết mấy mà cần channel riêng chùm rõng. Ngày đi chùm lực dục video này thì làm phí tạm ca xong này giá. Đã dương thì dương phí biệt nông phía sang lên. Các bọn tình càng nghĩa hay nông một bộ. Hay cái nông phần này thì làm phí này cứ nhầm lực dục biệt chùm đồn phám. Chỉ càng nghĩa đã chạp đám đói ở xo chỉ. Chân một lần chạp đám bóng phôn cho từ subscribe channel rồi bọc nhóm. Hãy đã rụp cần đắng đầm bay từ tù bàn video bằng riêng phía sang để lo lo chia bần to bần to mà ta chẳng có mọi khát về dữ bóng phôn subscribe rồi ta dân tam nam ngọt nghiệp bị tim muối để chạp đam đà xò chí này chỉ một robot nó cứ gambler
Okay, gambler. 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 Okay. Chúng mong muốn một chi đăng bị thần game và gambler. Gambler in English means someone who often gambles. For example, in a game or a horse race. Okay. Chúng menu đã chỉ rưỡi rưỡi lên tập bài gamble chúng ta cần lên tập bài chiều tiêu hóa nước nông ca lập bài nua rưu có được chi ca và năng xe chỉ đảm và chân biên lập bài chỉ trang trên một bia bao này xem những rồi chỉ lập bài chẳng chân gambler này cứ quạt ọt phơi đấy quạt đà lên tập bài nằm bì rộp bạ chùm nấu chuẩn ca gọc chết chuẩn ca vật chẳng dần tờ và chúng chụp sạc này với chúng ta thấy nét lên được bài và gambler chúng bị tìm mua được vốn từ gambler tham đoan vào mốt toàn chân dương vật to từ bị tìm cứ graphic designer in English someone who works in graphic design. Okay, chân nét đào thua ca nụ không ca rachana graphic. Ok, graphic như vậy chứ rút mình 3D, mình 2D, mình ấy nữa có design này à, ta graphic designer ta chẳng bí sát mà chẳng pra tha nhạc chân này graphic như vậy chứ nâu có nông game, một tiêu thoa nâu có nông game á cứ kì vì cả lang đời xa mình graphic designer cứ mình nhạc design dọc plong rồi dọc rút phép xem xin cho mình đặt bình chỗ kia chung này thì chỉ rút mình đưa rốt rồi có rút lan rút ấy thôi chỉ cho là nạp xem xin nữa thì hạ tác graphic designer và chân chìm mình đưa cần lưu là bằng cách nơi tập hết được chỉ game để chỉ dễ tức cứ bật chạy về chia để chỉ computer chỉ đám cứ cả làm được cả graphic design và tả chân dân và to từ tiện thị bày từ General Manager. Ok, chạm đàm rồi sau chi đó cứ General Manager bóng con chạy bị Manager hay và nà dân thêm bị General thì một việc cứ General Manager in English a person who in charge of all or parts of an organization or company. Chính như bài ta mà nụ đã miên phía được cách nơi group này rư có này mùi này ông cá rư có crom phân mùi và chân cư chìa quật in charge mình nên là quật chỉ nè đập nôm quật chỉ nè thực tu khó trở và in charge nè à chìa group này rư có tập này nà mùi chứ nè là general manager nhưng prai thá nè chặt chanh tư tử rư có nè group crom tư tử general manager chúng general manager có cục cồn tu từ từng óc hay có máu có bài chạy chụp này cục cồn này xin đến mà ok chương của to từ bịa bẩn top cứ gardener dương phải thà in English we say a person who works in a garden growing and taking care of plants. Ok chứng cứ chi mình lúc đã thua ca nó không xuân chú ok xuân ca xuân nằm nằm xịp thế hà ta garden đám hơi nâng rẽ xa nó đàm chờ tôi được gọi đàm chờ tổng thống plan. Ok chân garden nó chỉ bị sạc này dân pra thân nẹ thai xuân mà nẹ thai xuân chú ba nẹ thai smau nẹ thai đàm rục cái chịp đầy dân đàm rùm o nữa gardener. Okay, now we go to the final word of this video. Chẳng dừng mở bị trong cõi để chấp làm được chi mình bên chi mình mini tham biên tập phẩm ăn bị nâng thế khi biên bị xem tiết bóng phun sao chưa cô này đã like trong video này nhưng lượng vô tại bị là dùng khăn để bóng phun chụp nhấc nhọt là cái nòng càng nghe rồi còn là cái ca sản phẩm địa chỉ để chạm ngày tập vào nó chứ nó miền tràn tiết là bóng phố lại xa bán để bị chấp đam đoàn sỏ chỉ bạn chứ the last word is governor cứ như nông sang lấy thì ta someone in charge of
particular political unit. Chúng dân kinh dị tha chia mình nút đà ở từ tu có trớ nơi khănông sập tham bản unit ra là sập tham bản nơi vô bài chạm lạ nà mùi rồi có chút bác lọt nà mùi. Chúng dân ạ mình tu này tí cực rộng từ lỡ tham bản vẹn con tên nâng nơi vô bài. Giác mai chứng dân ra là áp hị bà và đó chỉ áp hị bà khát rồi có áp bà krong rồi có dân hào sở máy nhà ta cho vài khát, cho vài krong nhé, cho vài sọc như vậy thôi. Nên chúng ta bị thang governor, provincial governor, district governor chúng ta bạn. Ok, chân dương an biết mỗi chúng nút bay đong là ngọt nhé. Bọn phụ nữ cũng bị án tạm nhé. Gambler, 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 gambler chúng ta thang lên bài. Graphic designer, graphic designer, graphic designer nhưng ta thân nhận này graphic. General manager, general manager, general manager nhưng sẽ cắt nhưng sẽ chi âm nghe là chi âm nó cứ general manager ta thân nhận chặt chẽ từ từ. Gardener, 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 gardener nhưng ta thân nhận thay xuống. Governor, 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 governor ta thân khi ba cái prong được có sọc bạn. Chúng bong phun complete subscribe channel của chúng tôi từ ban video mừng riêng sang đây mấy mấy lọ lọ hay chắc đã bị cần rút cần đắng làm bây từ ban notification ông bị nhóm nộp về nhóm upload video đồng đóng tầm bây cái mọi khó khăn bạn chúng complete rong chăm tu sơn à phần này ti phẩm bấy để chúng lựa dọc nông video cao ý một chút để dường như dường bị càng ý để chấp đam đó so tập bây giờ G cứ H I J K G A và tập làm đôi ăn xó A và ok ở con trán chúng đi mía chúng po sau khi lọt ngọc nè bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to bring you another lesson about jobs and this is part 8. Thanks so today na tong khni khom som leuk pi merian to to tiet kư pek pon te ning piek no khom sang le da yem pi ka ngia rư ko mok bong hai ni chi phnai ti 8 da khom ning leuk yok ka ngia da chap dam doy aso 8 ba doy aso 8. Hay bông bông complete cho tới chạy mơ thì này thì phía tìm mỗi đồ đó phía tìm tầm phí bạn hay complete subscribe channel bọc nhóm đồng bây tự bàn video mấy mấy chỉ bằng tòm tòm tiệt hay đã rụp hẳn đăng đồng bây đăng nộp về để phim upload video lòng lòng. Ok và còn chẳng chân đồng bây của mọi khách về dũ chạp làm đồng lòng phía tìm mỗi cứ hacker. Hacker. Hacker in English means someone who uses computer to gain unauthorized access to data. Someone who uses computer to gain unauthorized access to data. Chính như vậy là menu đào pra computer đồng bây chỗ từ mở access cho tụi mơ nâu đòi đòi mình ban ăn nhà mình đây ta cho tụi mơ đòi mình trâu ban cho ăn nhà đấy mình đây lua cho tụi mơ tình hình này bọc kì mà chân lua cho tụi mơ tình này bọc kì đòi pra computer. Ok hay mai dân chân ai pra thai nè lua cho mơ tình này rứa coi dân pra tiện cầm chay vì cái cứ hacker đang tạm đòn bạn nhưng vào cái hacker chúng tôi account nhưng tôi cái hack thì anh nó cứ đưa ra cái chỗ từ mở account bỏ dưỡng đòi mình bạn mình liên can nhà thì dưỡng cái lúa chỗ. Ok chứng dừng hạ thá hacker rồi còn nè chào lùi mình chào lùi tam online chào chỗ từ mở tin đại dương tam online. Ok chứng dương từ mở pp hairstylist, hairstylist, hairstylist in English means
A person who cuts and styles people's hair professionally. A person who cuts and styles people's hair professionally. Chúng ta thấy mình đã cắt rồi có rachana style, okay, style style, rachana bài bót này sọ, rồi bao mình đã đói chung niên professionally, đó, đấy, đó. Tam chung niên để mình nói mà hair stylist. Tiếp sang bài dưới như prathan nẹt chân này một sọ, rồi có chiên chân này một sọ, mà chiên chân này một sọ cũng từ hair stylist, okay. Now we go to the third word. Hater. Hater. Hater in English means a person who makes and sells hats. Chúng ta phải tham mình đủ đã bằng cá hơi nâng lụ mụ. Ok, mụ. Chúng ta phải tham nâng lụ mụ. Hater. Chúng ta tìm buôn cứ historian. Historian. Historian cứ dùng phải mau biết là history. Historian in English means an expert in or student of history, especially that of a particular period, geographical regions or social phenomena. Okay. Chứng historian chụp sang lấy phải là nè chụp liền expert nè chụp liền nè trong provadasa rồi có sách đã riêng một phí phổ vật sách thì phải sẽ riêng một phí phê vừa lìa trong một lòng xe máy cao chạy xe đài nà mũi rư có đồng bọn phù mật sách nà mũi rư có bạc tập phút nấy xung cùng xem xe. Ok, chẳng chịp sách mà dưới historian chúng ta là phổ vật vị tù. Phổ vật vị tù mình nè sắc xa một phí phổ vật sách nè đăng trả một phí phổ vật sách yang ada perubahan itu historian. Okay, the last word is host or hostess. Okay, host or hostess. Yang ni tipi, yang min host, si paid prof, si borok. Hostess ni yang prah semnau tulis setrai. Bah, host, hostess in English, what does it mean? A person who receives or entertain other people as guests. Okay. Chứng chìa mình đã tự tuôn hay nâng thua ai nẹ đợt tay riêng là cả nạ chìa phí nhiều nên người ta tự tuôn phí nhiều hay thua ở phí nhiều riêng nhưng hào host rứ có hostess và chìa sạc mà những dân prata mà chắc cầm vị thí rứ có nẹ ảnh chơi phí nhiều và host ní và dương ai prai ta chi vị thi có hay host technic ai prai ta vị thi cá rồi bạn này nó không cầm cái tua tua rồi có vật chụp xem xí chi menu pro cứ dương prai vị tha host là dương prai ta vị thi có hay host technic cứ vị thi cá rồi bạn. Ok, chẳng dương an biệt chẳng ở những bày bày đón ở bàn lử lử tập chẳng đang hacker hacker hacker, hairstylist, 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 hater, 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 historian, 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 host, hostess, host, hostess, host, hostess. Ok, chẳng xin không tham bọn phôn ai ăn pin đi bán hay chọn chăm bán hay complete vô pin tổng này thì trả phản không clear rực vô xe chỉ là bán xin xin nằm bây ai cả chọn chăm căn đặt xa bạn hay kìm xong bởi cho video nhịp trầm ní hay bọn mình xin đủ với xin xin bọn phôn này comment ở càng cao bạn complete subscribe channel bọn chúm từ thu bán video bằng riêng sang để thú mấy thú mấy lo lo bán hãy đã rút cân nâng phòng like và share video này tất cả mọi người bóng phố đồng bây giờ các bạn biết đối kênh chung phố bóng phố nằm biến sau khi rõ chụp nên được nông video cõi đã chia phía tìm phẩm bốn hãy chăm lượng dục nơi tiện chia sàng lễ nông mục bó đòi
chấp đam đòi ở sọ ai nít cứ ở sọ ai chân dân video cõi nên chấp đam đòi ở sọ ai chân rung trăm trăm năm tư xin ạ ngọt kia. Bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to teach you jobs, the words in English, and in part 9, okay? And all the job in this video start with letter I, okay? This was rain at all clear from some sort of sagit mai, hai kim lu yo pichu sang lay. Chia ca nghĩa hai này chỉ bằng bốn để chấp đam nói à so ai vậy máu bằng hai nó bằng bốn bằng bốn cái play cho tôi chạy nơi video phía ti muối rồi đó ti bằng bảy đồng bảy từ tu ban nơi pịa để chỉ một cái bò đồng ca nghĩa để chấp đam đòi à so ế rồi hốt đó so ị bạn chứng một lần chạp rắm bóng ôn cho tôi cho subscribe channel bọc nhóm hãy đã rút cẩn đăng là mời tụi tụi bạn notification ở bên đây khi mà upload video mới mời bạn tạ chân đầm bây mà khát về dũ dân chạp rắm tèm đó. The first word is inspector. Okay, inspector. Inspector means an official employed to ensure that official regulations are obeyed. Okay. Chính như Pratha mình thấy là trong ban employ protocol càng nghĩa rồi với tầm bay protocol chúng ta chụp regulation như Pratha chụp bắp rồi có thà rồi có bậc ca đây kê đã cầm ra đôi thơ tam nữa việc này cho bạn này nữa cho bạn lại cái nạp lâu cá official regulation nạp lâu rót lâu cá nữa với trâu ban cổ rục bên này ta tu này tin quát cứ chiền nhẹ là trút bình đất mà trút bình đất ở cho bạn ha cho bạn tiền lãi để trên đời rót nữa cứ trâu ban kê cổ rục chịp sạc mà dân chúng ta thả nè thuộc bình luận mà nè inspector dân ách pra bàm xinh xinh nụp nông phí xài xinh xinh dù tiên ta còn chỉ inspector of law còn chỉ nè thuộc bình luận kháng chbap còn thuộc bình luận kháng cương mà xin ý có dân ách pra inspector bà này hoặc là nè thuộc bình luận. Ok, now we go to the second words. Instructor, 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 a person who teaches something, a person who teaches something. Chứng instructor chúng ta đang nẹ đà bằng riêng nơ ở với mùi hay chúng ta đang nẹ này nóm rư có nẹ bóng bằng riêng instructor. The next is interpreter. Interpreter. Interpreter in English, a person who interprets, especially one who translates speech orally. Okay. Chứng interpreter nó dùng phải thành nhẹ để bỏ prai. Okay. Cứ chỉ biết sai cứ nhẹ để bỏ prai. Sẩm đấy toàn một tầm đó. Bạn. Chứng bỏ prai min pi min bỏ prai. Chỉ ăn tập bót bọ prai ăn tập bót hai nâng bọ prai nâu xâm đầy nỉ dịp toa tạm đòn chứng xâm rập ca bọ prai ăn tập bót chứng nẹ bọ prai ăn tập bót dân pra translator hai chùm này nẹ bọ prai toa mót cứ dân pra interpreter mà hai dân pra ta nẹ bọ prai toa mót. Ok, nhưng mà biệt thuật tiếp cứ investor. Investor. Investor in English means a person who puts money in something to make more money. Ok. Chân dân pra thân nhạc đã lùi. Ok. Còn pra lùi, rồi còn đã lùi từ
nong away mui nung kư dương sinh nọt lưu a chi krom hôn, a chi business, a chi a chan trop, real estate, a chi đam nung rư có quạt tinh stock, tinh bound, tinh a chi share nuk nung bộ bọn kèo ta bọn tinh xa phị hôn chân quạt được lùi từ tính đầm bầy chân đánh lùi to make more money mình này còn đã lùi nào với mũi đầm bầy ở lùi con ấy bằng cát côn và thèm tiệt nên như hào ta investor sạc máy dân trai tha nẹo vi nì dục mà viện nẹo vi nì dục dù lùi từ vi nì dục mà ok chân dân bật to từ mơ bị chung cáo ấy chấp làm lời ai cứ Ironer men iron men ấy cứ ironer ironer nó mau bị tha iron iron ấy cứ thao ta chân năng ột tập bị ironer cứ chỉ nè prau chân năng ột mình nè chỉ nè ột xin được không phải someone who does ironing ok chỉ mình đâu đã thưa ca ột ột xin được không phải ok nè ột xin được không phải ironer ok everyone now we read each word three times altogether. Inspector. Inspector. Inspector in Prathana Trupinit. Inspector. Instructor. 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 Interpreter. 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 Investor. 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 Ironer. 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 Okay. Chúng ta cũng chào mừng bạn đồng học khi xem xong bài học complete subscribe channel của bọn mình ở phần đăng làm bài tự bản video cao cao chỉ bắt học tập tiền hay like channel share video này thì cần một phép bảo bạn đồng học đi học chung phổ bằng bạn ở miền sập tiếp nó group về với đi hay học tự tin miền bán liên sốt căn tài của cả bye bye chúc kinh nghiệm trong video cao để xem được ngay tí đóm để càng nghe để chấp đàm đòi ở xó tập tìa xó ái cứ ở xó chế bạn. Hello everyone, welcome back to my channel. Xuất hiện tập học này nhằm xôm lực dụng nội video mùi tiết cư chìa phần này tì đọc đại dương sắc xa biệt phía sàng lễ để chìa càng nghĩa hẳn bó đã chấp đam đòi à sọt chế và ngay nít cư dương tiền vì biệt càng nghĩa tiếng lái đã chấp đam đòi à sọt chế và hai bóng bốn cũng phải chôn tâm mơ phần này tì mùi rồi hốt đọc phần này tì vùng bốn đại biên à sọt e rồi hốt đọc sọt ái nấm ơi bóng bốn chè biệt tầng hóa nâng bán trong một video cứ khi mà đã làm việc thế, để làm việc thế chân ghi số trăm mình tên, bạn complete cho tôi subscribe channel một nhóm hay đã rút phần đăng nằm bài tụi bạn vì mấy mấy chỉ cần đọc tập bạn chân nằm bài mà khác về you chân chấp làm tầm đó, cái vị trí mới cứ seller và seller dương chụp sang lấy a person in charge of a job. Ok, a person in charge of a job. Phải là mình đã mình tu nịt tì rồi có tùm nụ phát trấu nấu ai cục mà chế là chúng ta là cục rồi có một tì công khẻ và chỉ phải sạc mai dưới như phải là nẹ dìm cục chế là nó cứ nẹ dìm cục mà lớn dân tư bị tì phi cứ janitor. Janitor. Janitor in English means a caretaker or doorkeeper of a building. Okay. Chúng dùng phải thay chín nẹ thay đổi xa rồi có chín nẹ mơ nâu thuế và nẹ chăm bảo thuế chăm bật thuế nâu nóng kìa mà hay chịp sạc mà dưới dùng phải thay nẹ dìm thuế mà nẹ dìm thuế chăm bật chăm bảo nữa là ta này yếm thuê janitor. Ok, chúng ta to tiết vị trí bây cứ jeweler dương mau viết ha jewelry và
jewelers in English mean a person who makes or sells jewels. Okay, jewel or jewelry. Jewel jewelry nó như prai tha kreung sangharam. Tới về jeweler dương prai tha nẹt lụ kreung alangka. Mẹt kreung sangharam là chia sẻ bằng con kreung sangharam từ furniture. Nhưng dì cho lòng từ kreung alangka mà. Jeweler dương prai tha nẹt lụ kreung alangka. Rứ coi nẹt thua nụ kreung alangka nè. Tại dương tự biết thì buôn từ joiner. Okay, joiner. What does mean joiner? Joiner mean a person who constructs the wooden component of a building. Person who constructs the wooden component of a building. Nhưng mà ta nè đã sang sống nơi cường sống rồi có này xem xin đã vừa một feature nơi ở kia. Nơi ở kia bạn. Nhưng ra dịp sạc máy thì ra ta chiên chớ bà. Chiên chớ. Chiên chớ nó còn hồi tiên là kia mũi kê thở ca đã cường chớ nó càng có nông cái gì. Một uôi rồi có thuê rồi có cường xa rung rồi chỉ tu vậy nó để trâu ca pra chớ. Chỉ cho anh nó còn còn chỉ nè vừa cường ngon nè bà. Okay, the last word. Seven is judge. Judge. Judge in English, a public officer appointed to decide cases in a law court. Chúng ta đã môn trái xa thiên nạc là trò bàn thang thang đồng bây xâm rạch nâu cả rần ấy xem xí nâu nông tổ lá ca chúc bạc. Nâu kè nâu nông tổ lá ca cứ có chuyện nạc xâm rạch cái đấy. Design khi nó chúng ta ta xem lại cái đây ta là chức năng là chẳng chương trình phát sóng máy chúng ta chào cầm mà chào cầm charge cứ chào cầm tổng chương trình an bị mất bay bay đòn ngọc nít tổng chào đám jailer 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 janitor 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 jeweler jeweler, jeweler, joiner, 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 judge, judge, judge. Okay, ông con trai mong muốn người thành công tham mong muốn từ tôi vô ban nơi bị hoàn ní hay tròn trăm hay nhớ nơi bị tàn lá tàn lại nơi trong video ní làm bài tập ra nơi trong ការប្រាប់ sang លោកបងប្អូន ហើយ complete ចូល ទៅ subscribe ហើយ ដាក់ ឧបករណ៍ ក្នុង channel របស់ ខ្ញុំ ដើម្បី ទទួល បាន video ថ្មីៗ ជា បន្ត ទៀត បាទ video ក្រោយ ខ្ញុំ លើក យក នៅ ផ្នែក ទី 11 part 11 ដែល ជា ពាក្យ ការងារ ចាប់ផ្ដើម ដោយ អក្សរ J K បាទ ចាប់ផ្ដើម ដោយ អក្សរ K នៅ video ក្រោយ បាទ អរគុណ ច្រើន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ជូន ពរ ឲ្យ សំណាង ល្អ sau khi lo tầm học nghề bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Sự sẽ đây là tầm học nghề. Sau khi mà kênh channel của bọn em sang dịch mới, hãy thử ngay đi. Khi em lên nơi video mới tiết là dùng tì càng nghe làm sao lấy. Hãy chia phần này tìm được mùi hỏi nó trong video này đã càng nghe chắp đám đòi xó khề chẳng khi em lợi kêu càng nghe chúng luôn prám đã chắp đám đòi xó khề hãy bóng phôn nằm bây chè ở nơi càng nghe bị xó ế rồi mà đòi xó chế cứ bóng phôn cho tới trong playlist bọc nhóm hai rồi xài rộng phần này tìm mùi rồi hút đó phần này tìm đọc và tầm bây sắc sàng chè cục xó subscribe channel របស់ ខ្ញុំ ហើយ ដាក់ រូប កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន video បង្រៀន ភាសា អង់គ្លេស ថ្មី ថ្មី ល្អ ល្អ ជា បន្ត ទៀត បាទ okay អញ្ចឹង កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ យើង ចាប់ ផ្ដើម តែ ម្ដង ទី 1 គឺ knife grinder knife grinders knife grinder in English mean a person who
sharpens knives and other cutting tools. Dương pra tha manu dal sam lieng kam bat hai nung upakor sam rap kat phsing phsing tiet ban sa khmai dương pra tha chieng sam lieng kam bat ha rư kon neak sam lieng kam bat knife grind piek ti 2 kư knitter knitter dương at an tha knitter te kư knitter knitter k ni ot mien sam lieng duoch knife tae okay k ot mien sam lieng te kư knitter knitter in english mean a person who knits tie or knots. Okay, chúng ta tha nhẹ đà chạy rư có tròn mình này có chạy hay có bật là ta đề chất đấy. Okay, knitter chúng chụp sạc mày dưỡng chúng ta tha nhẹ chạy ao. Okay, ao đà khi chạy ao chạy ao chạy nó cứ chạy ao về mình chỉ sạch cả nạp này để cứ đòi ta cả chạm đôi đai dần đòn mà chương đi tới chỉ là chạm tôi có đề đề áo á đề áo đặt thì những cột cột vô tổ bạ được đề nó là knitter. Ok, vị tị bay ha, key smith ní như chip sang lấy a person who makes or repair keys chương chỉ mà dùng nét đây chỉ nét đây là bằng thuơ sáo rồi có chu chu sáo keysmith và thà chiêng sáo và keysmith vị thứ bốn là kitchen helper như dịp sang lấy và thà person who helps to do things in kitchen với chim mà đúng nét là chuối thuơ ca nghiệp xem xế nó không tẹp bài bạn và thà nhẹ chui nó không thể bài chứ nó không thể bay như trồng phơi miền này chẳng tới nó tam phổi nhị thám ngày miền này là cồn cầm bật chui chẳng chui mấy trồng phơi chẳng là ta kitchen helper rồi có kitchen assistant được này bản chân dương mơ bị thì pram này bị trong còi để chập làm là sọ khế cứ king và king dương chụp sang lấy the male ruler of an independent state. Pratha net group krong ma ruler pratha group krong net chen chmak group krong phet bro nei rat aikri na muay ba king chen sa khmai jeung pratha sdaich ba sdaich rư ko prem han san king. Okay chen jeung am piek ning 3 sa to chap ram knife grinder knitter keysmith kitchen helper king អរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀននៅពាក្យទាំង5នេះចេះចាំស្ទាត់ហើយអាចប្រើនៅក្នុងឃ្លាល្បះបាន và complete subscribe channel របស់ ខ្ញុំ ដើម្បី ទទួល បាន video បង្រៀន ភាសា ថ្មី ល្អ ល្អ ជា បន្ត ទៀត ហើយ នៅ ក្នុង video ក្រោយ ខ្ញុំ នឹង លើក យក នៅ ផ្នែក ទី 12 ដែល ពាក្យ ជា ការ ងារ ចាប់ ដើម អក្សរ L បាទ K បន្ទាប់ ពី អក្សរ K គឺ អក្សរ L បាទ អញ្ចឹង ជួប គ្នា នៅ ក្នុង video ក្រោយ ជូន ពរ ឲ្យ បងប្អូន មាន សុខភាព ល្អ ហើយ សុខ សប្បាយ ទាំង អស់ គ្នា bye bye ជួប គ្នា ក្នុង video ក្រោយ Hello everyone, welcome back to my channel, and today I'm going to show you part 12 of jobs. Okay. Chúng sư sư đây nào khi xong xóa cùng một căn channel bọc nhóm hay ngày nít xem lực dô nâng video thông mây mùi tiết đã chia phát nãy tì đọc bì bản hai video nít nâng nghỉ dòng bì ca nghĩa bị chỉ ca nghĩa được không sao để chạp đám đòi là sọ L bản chấp đám đói axon L chấm nút pram bạn hãy đâm bay riêng pi axon E rồi hút mon đó là một axon L cứ axon J xong tôi là cứ axon K bà để chấp đám đó axon K pi E rồi hút đó K đâm bay check
nữ càng nghe từ ngọn hữu bạc hay đợi lại trong video này chúng lưu tiệm pram để chạm tâm đó sợ ở và muốn chạm tâm xong bóng phôn chất subscribe channel bọc nhóm hay đã rút cần đăng nằm với tụi bạn video thầm mấy chi phần to bằng tỏa tiết bạn tỏ chứng có một khát phía dư dân chạm tâm tâm đó và bị tìm mũi cứ laborer dương chịp dàng lấy bà thả a person doing unskilled manual work for wages. Ok, chứng nhận bà thả mình ưu đà là thuê ca đòi mình bà chùm niên mình đây thả quạt thuê ca ná đà ọt chùm niên đà mình tìm kia miền chùm niên hồi thuê ca đòi đáy đòi chùm lắng đâm bây rô bạc cầm rầy wages đâm bây rô cầm rầy và thuê ca đòi bạc cầm lắng này tại sao có đoạn mình chung liên như vậy vì sao chẳng có trở ca thuê ca đòi đòi thầy nhưng bây giờ bố lực còn mà chứ phải bố lực còn thỏa tiết lay sorry lawyer in English mean a person who practices or studies law. A person who practices or studies laws. Nhưng ta ta nè đà mà đu đà ăn vọt chụp bạc rứ có sắc sàng bị chụp bạc lawyer. Chụp sạc mà dân dân ta ta mê thị vị lawyer chứ mê thị vị. Rồi dân bà tỏ tiết cứ librarian mà biết thà library chứ bà nà lại đọc bên librarian. In English, a person in charge of or assisting in a library. Okay. Chẳng như thế nào, chỉ một đúng nét là mình tu này tí thì tụi tôi có trấu, rứ có chùi nâu không bằng lại. Mình tu này tí nâu không bằng lại, rứ có chùi nâu không bằng lại. Sạc máy dân prai tha bằng nà rẽ tôi chỉ nè thua ca nâu không bằng lại. Còn chùi riêng chồng dịp hâu rồi có tra nâu chú nè chạy dịp hâu chứ đào nâng bạn chẳng dương bà to từ bị tí buồn mà bị tí buồn cứ lifeguard dương chịp xa ông lấy hẳn an expert swimming employee to rescue bathers who get into difficulty at a beach or swimming pool. Và chẳng lifeguard này cứ dương phải chỉ phải sàng lấy tàn sàng lấy tha ta là chia nẹ chùm niên và nẹ chùm niên hai tắc expert swimmer nẹ chùm niên hai tắc. Nè chùm niên hai tức là trâu ban đạo ôi thua ca đồng bây sừng cru và sừng cru nè đà miền bà nhà lũng ba nâu ai mọt sừng mọt nâu chân nê sừng mọt rư có nâu cà lai nhờ an hai tức và chân bà đơ who get into difficulty bà đơ nghe nè đà tù lên nè tù ưu kia ta nè tù lên mọt sừng mọt dân con mút tật xong mặt tớ con mình phải nhàn lùng tật để dân đám nâng lai gạt nâng nè chùm liên khai hai tấn con mình chọc tới chùi hai nâu có lại ăn hai tật xem xếng con mình lai gạt này quật chô chăm và mình nà miền phải nhà ấy cứ quật chùi và mình phải tha chùm âm xong cứu chì vật nó tàm chùm nê xong mất cứ con nó tàm hào tha ăn hai tật và còn chẳng dừng tôi mơ bị trong crowd trong video này thì bị trong crowd cứ lyricist ok bóng phôn phong lưu bị tha lyric và này đi cứ lyricist mean a person who writes the words to a popular song or musical mà cứ chỉ mình đưa ra sẽ bị rồi có sẵn đây rồi có clear nông chấm riêng bay có bật lên bay nữa dương prai tha chỉ sạc máy dương prai tha nhẹ một pon tầm nóc chìa riêng và nhẹ một pon tầm nóc chìa riêng
vì vậy nè tạ tay nè bịa xong đây nó không chùm riêng nâng cứ dường hào ta lyricist mà lyricist bản chứng mong vốn dương an bịa nâng bay bay đoàn hoặc tiết tập cho bà đám laborer 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 lawyer 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 librarian 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 lifeguard lifeguard lyricist 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 mà ok bông bông ngọc này chúng sừng không tháp bông bông riêng chạy chăm bàn sọt chùm đi nửa bị pram này bạn hãy cùng phát cho tôi chạy mơ này thì mùi rồi đọc này thì đọc mùi bông bông để nhìn bằng hai nữ bị chỉ càng nghe không sang lấy để chạp đam là sọt ế rồi đó là sọt k bạn hãy cùng video này bông bông riêng bằng bìa sọt l hãy complete subscribe và put hai nâng đặt cần đăng lên channel của nhóm đồng bài tư ban video mới mới nếu không video cao thì mình lợi dụng được hai chi đọc bay thì mình to hai nên chập nam đoàn số em và chẳng chung po oi bong po sau khi vào thằng học đi chụp đi trong video cao bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to talk about the experience of 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 the chắp đam bìa sọ ế rồi hốt một đo sọ em đi thêm một đoàn bạn chừng có mọi khó khăn bóng phô subscribe channel rồi bọc nhóm anh đã rút cân đăng nằm với tù bàn video mấy mấy để nhóm hộp chìa bật tọp tọp ok tỏ chừng có mọi khát bê dưới chắp đam tầm đoàn chừng bị tìm mùi để chìa mục rộp bó trong sàng lễ hay chắp đam là sọ em cứ magician 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 dương prae tha in English a person with magical powers a person with magical powers dương chi phsa khmae dương prae tha nea spun phnaek nea spun phnaek rư ko nea prao vetamun na vi cheh prao vetamun nghe ha ta a magician magical powers yes yes pun phnaek hay ke da kada prak teu ke da kada thomda teu hay ke bdo teu che luy la chang teu ko ke thveu prao chumnieng ne ka pun phnaek ye teu bdo vai muay teu che vai phsei chang tha ta magician okay. Tiếp theo tiết cứ manager manager a person responsible for controlling or administering an organization or group of staff okay យើង ប្រើ ជា ភាសា ខ្មែរ យើង គឺ អ្នក គ្រប់ គ្រង អ្នក គ្រប់ គ្រង manager ទៀត top គឺ mechanic mechanic okay អញ្ចឹង ពាក្យ នេះ យើង អត់ អាន ថា mechanic ទេ គឺ mechanic ch line នេះ គឺ សំឡេង ខ សំឡេង អស ខ mechanic mechanic in english a skilled worker who repairs and maintains vehicle engines and other machinery okay so material strike ផង ខ line នេះ គឺ យើង មាន អស g មួយ ទៀត គឺ engine engines and other machinery in khmer chieng mechanic chieng mechanic chieng chieng machine chieng khang chu chul machine yin yun nha ta mechanic chieng machine tiếp top គឺ minister 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 refer to a head of a government department chieng chi ta sap mai yin pra tha rat mantrai minister minister rat mantrai ngai tha
thiên nè đặc nom nở hàng nở cái xuông nở khung rót tháp vi bạc rót mình trời nhưng khung xuông mỗi mỗi cứ miền rót mình trời nè những cái đặc nom xuông the next is music section musicians in English mean a person who plays a musical instruments, especially as profession. That mean đàn tay cò. Người ta đàn tay cò musician. Đàn tay cò nhạc lên đàn tay, nhạc lên ông cò đàn tay musical instrument. Còn lên chia chip thêm đòn. Còn lên ta nó không vùng đàn tay mình chia nhạc kể ta nhạc lên piano nè lên nhỏ kẽ cứ thường hào phụ quan tha chia music sẽ okay now read the word three times together magician manager mechanic minister musician. Okay. Chừng open chat bạn bạn kim sum bị chọc trầm bên này hay complete cho tụi mơ nơi video same same đã để chấp đảm pi part 1 until part 30. And don't forget to subscribe and share this video to your friend, like and comment below. See you in coming video and stay tuned with me. Have a good day. Bye-bye. Hello everyone. Welcome back to my channel. And today I bring you the part 14 about jobs. Dương nâng sắc sàng bị biệt là dương bị càng nghĩa nó không sang để hai video này cứ chụp này thì đọc 4 đã càng nghĩa chạp đàm đòi ở sọ end từ đây khi em đã ngược hàng lớn này. Ok chúc mong phụ ôn đầm bây sắc sàng vì phiện tì mùi rồi hốt đo phiện tì đọc bấy mong phụ ôn chôn từ khăn ông channel bọc nhóm hay chạy mơ nông playlist nông English for beginner mong phụ ôn khơi mê riêng chấp bị phiền đi muối rồi con đó phiền đi đọc bài tạm đòn bạn rồi còn bong bồn châu từ trong video hay bong bồn mở trong list để video bong bồn khởi phiền đi muối rồi con đó phiền đi đọc bài chẳng bong bồn ai sắc sàng bị phiền để chấp đam đòi sọ ế rồi con đó là sọ em bạn hay chừng này video ngày nít cứ bong bồn sắc sàng bị phiền để chấp đam đòi sọ em để chỉ một cái bò nó không phải sang để ok chúng mong bạn complete just subscribe channel của mình nhé để mấy tụi bạn video bằng điểm sang để mấy hãy share video này để căn mong bạn một phép để mấy học bạn riết bạn check đối mong bạn đã tập chúng có mọi khát bê yếu nhưng chấp làm để mà đòn tao bị tim mũi để nhưng chấp làm là so end tao bị bịa vậy hãy xong mình chạm mà đòn thiết thác trong video này cứ xem lượng dọc tại pram bịa mà thì ok mình men mình đi thà tập miên để pram pi nâng thế vì miên lớn thì pram pi nâng phần đấy tại sao phải lấy clay và đôi chỉ cả thua hồi video này cùng hồi về biết chẳng nhom xôm lớn tại pram pi một bà này ok ta chẳng cho pram tầm đoan pi tim mũi ok pi tim mũi cứ nanny ok nanny như in English mean a person, typically a woman, employed to look after a child in its own house, own home. Sorry. Chẳng cứ chìm lùm nẹ đây chìa thòm đá cứ chìa sợ trái. Chìa tư tớ cứ sợ trái đà trò bàn kìa chúa lòi mơ thả xa khmí. Nô bà tẹt bọc khmí nhưng tầm đồng, ok, dưỡng hà thà nè nì. Chìa bà xa khmí nhưng bà thà mẹ đỏ, ok. Rư có mẹ đỏ, ok. Nhưng hà thà mẹ đỏ, rư có mẹ đỏ. Mẹ đó nó cứ chia sẻ trầy để còn mà mơ thay toàn cô nơi kế đôi chị là mình không mê, mình còn ngà chẳng còn màu mơ thay toàn chung luôn mà đài kê rồi vô lì như này như này muối
nơi phía rồi bọc mình nhưng tầm mà đón thì là tầm mẹ tỏ. Ok, chẳng dân tầm mơ bị bắt đầu thì bị tìm bị cứ ok neurologist nhưng in English mean specialist in the anatomy, functions and organic disorders of nerves, and the nervous system. Okay, neurologist គឺជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងសិក្សាអំពីទូរនីតិក៏ដូចជាផ្នែកថាផ្នែកដែលវាមានការមិនប្រក្រតីនៃសរសៃប្រសាទ okay nerve nervous system នេះថាប្រព័ន្ធប្រសាទ okay ហើយ nerve នេះយើងប្រើថាសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងគេសិក្សាទៅលើសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សដែលយើងប្រើថាគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទ okay គ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទគឺ neurologist okay neurologist គឺគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទមិនគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់មានជំងឺសរសៃប្រសាទទេខ្ញុំនិយាយថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ជាអ្នកព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទឬក៏ជាអ្នកដែលយល់ដឹងដែលអ្នកដែលគេបានសិក្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់យើងកើតមានជំងឺសរសៃប្រសាទយើងទៅជួប neurologist អូខេតោះខ្ញុំបន្តទៀតអូខេពាក្យទី3គឺ new reporters. New reporter mean a person who discovers new and report it for radio or television. Okay, so bây giờ ta dùng từ time s từ discover hay time s từ report phong. Nên chỉ sai được sao khi mà vì lươn mình tách chừng ai tham bật so s người chừng đó. Chừng số mình chỉ sai phong. Chừng dùng từ time discover with s report có with an đàn, ok. Đó là dùng từ a person. Chừng khi chỉ mình đã xoay rốt được có rốt nơi bọn miền hay rì ca tạo vật chữ hay những tụ tụ. Ok, chẳng sạc mai dân dân bà thay nè dọc bọn miền. Ok, nè xa bọn miền nè đào dọc bọn miền nói thứ nào đây cái xa tư có vật chữ tụ tụ nâng cư dân hào tha new reporter. Ok, và dân tâm mơ bị tị buồn. Nurse in English, a person trained to care for the sick or infirm, especially in a hospital. Chẳng cái chim rùa đã trở bàn vật vớn, ok, trở bàn vật hát trong bài thay đại xa rồi vậy. Mơ thay toán nẹ chùm ngư, chìm xét nơi nông tì bẹt. Chẳng mơ thay toán nẹ chùm ngư, rưu gò phía xa, là dương prà chịp lâu cá cứ kết liên một cái thai dịch cả kết liên một cái thai dịch cả nó cứ nẹ thai tòm nẹ chung người nurse. Ok, the last words of this part is nutritionist in English, a person who studies or is an expert expert in nutrition. Cứ chìm rùm nẹ đã sắc xa hay nâng chì nẹ chung đến được nông a ha rụt thọm nutrition នេះខ្ញុំប្រើថាអាហារូបត្ថម្ភ okay ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំប្រើថាអ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភបាទខាងជំនាញអាហារូបត្ថម្ភគឺមានន័យថាគាត់សិក្សាអំពីអាហារតក្កងរាងកាយរបស់មនុស្សប្រភេទមនុស្សប្រភេទណាត្រូវញ៉ាំអាហារបែបណាឬក៏វីតាមីនអ្វីខ្លះហើយមនុស្សខ្វះវីតាមីនទៅថែមវីតាមីនអីចឹងហៅថា nutritionistOK, chẳng to từ tiết cứ dương tự an bịa chẳng ọt nắng bay xa thằng ngọt thì ok đó. Chẳng chắc làm tầm nọ. Now we did three times each. And you follow me, alright? You can repeat what I'm saying in order to remember right.Recognize the pronunciation of each word in order to use them. First word, nanny. Nanny.
nanny, neurologist, 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 news reporter, news reporter, news reporter, nurse, 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 nutritionist, nutritionist, nutritionist. Okay, thank you very much everyone. Now it come to the end. Cũng chắc là bạn nhìn trong video này chọc tầm bởi này hay xin cảm thấy bọn bọn tụ bàn bị tạm bàm ní dựa tụ bàn trong ta phát ra để sang để kịp chăm ngay được bọn bọn hãy complete subscribe channel bọn nhóm hãy đã rụp cẩn đăng nằm với tụ bàn đầm nâng nằm về để nhóm upload video mà nằm đồng trong bình chạy pháp ra nhóm upload video chỉ riêng rõ thằng ngày chăm rõ thằng ngày sốc hãy nếu không sao tất cứ nhóm mình cả upload ái nó về đây nhóm mình về tụ ngày còn ái thì tôi tới cứ ngày chăn từ đó ngày sống cứ mùi thái cứ mùi vị độ tầm đòn trắng bóng ôn đã rút cần đắng nằm bay từ tù bàn nằm đánh thạc khi mà rồi vị độ bóng ôn trôi tầm được thắc mây thắc mây tầm đó ha chắc và riêng đổi freedom kịp lời tầm đòn mà còn chắc hay complete share anh bóng ôn một cái hay comment ở thằng cáo và xin thì bóng ôn mình là vậy bẩn thám rứ có trong xùa vậy nó nhóm cứ khi mà mình cả phải tỏ. Ok, bye bye, see you in the next video. Ok, trong video bật top cứ nhầm lực dụng phía đi đọc trám để chia phía ca kinh nghe trong sàng lấy để chập trám là sọ chập phía sọ end đó. Ok, bật top phía sọ end cứ rồi cứ à sọ ổ. Ok, okay, bye bye, see you next time. Cô lạc. Everybody, welcome back to my channel. And today I'm sharing with you jobs, the words, English vocabulary related to jobs. And this is part 15, and the job has started with letter O. Okay, so today now, today ngày nay chúng bận to nơi video bật to tiếp vì phía ti đọc buồn. Ok, chẳng ngày đi dừng sạc sàng thì độ phía đi đọc prám đã dừng thì dừng phía không sang lấy là chỉ càng nghĩa hay chỉ phải xem nó cứ chập làm đoàn sọ ô tầm đoàn chẳng không vì độ này dừng sạc sàng thì phía để chập làm sọ ô là mình chung đồn prám hay bóng ôm trong sạc sàng thì phía để chập làm sọ A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N bóng ôm cho tôi không channel bọc nhóm hay cho được không video bóng ôm đừng khuyên link video hay bóng ôm hãy mơ vì phía mua là hút đó phía đi đọc bốn hay còn anh mơ video xem xe này khi mà khổ vui lời kia bạn chẳng có mọi bóng ôn rùm lông video nào mới bóng ôn chạy subscribe channel là bọc nhóm hãy đã rút cần đẳng làm bây từ thủ bàn đầm nâng nó về được khi em upload video nóng đòn khi em upload video bị ngày chán rồi hút đó ngày sốc mỗi ngày mỗi video tạm đón hay trong một ngày sau ngày tết xin chuẩn bị về nhé khi mà anh upload video xem xem tiền trước nó bây giờ bóng phôn đã rụt cần đắng bóng phôn nâng từ tua đầm nắng nó bây giờ nhóm upload video nằm đòn. Ok, tạm trước có mọi khách về du dương cho từ mở tiệm thì mùi tạm đón. Let's go. Ok, the first word is optician. Optician, optician, optician means a person who makes and supplies glasses and contact lenses. Ok, chẳng cứ chìm luôn này đã bằng cả ớt. Ok, phần lít cứ có cốt cung là bàn ta hay là contact lens. Ok, in Khmer nè cắt bàn ta, in Parathan nè cắt bàn ta, optician. Ok, now we go to second word. EP. Okay, optometrist. 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 What does it mean, optometrist? Optometry means a person who practices optometry. Okay, which you net that and what no optometry ning yeung prae tha la chea vichea muay da ke saksa ampi phần này chẳng bị cả mơ khơi cả cao phần này bỏ lùng chẳng. Ok,
chịp sắc máy dương pratha pet phne và chân pet phne dương pra bị tha optometrist optometrist đầu tiên nè cắt vàng tá cứ optician optometrist bị tí bấy cứ oral surgeon ok oral oral surgeon oral surgeon chứ mình bị bị mình oral hơn surgeon. In English, mean a medical practitioner qualified to practice oral surgery. A medical practitioner qualified to practice oral surgery. Okay. Mong muốn đăng ký surgery. Surgery cứ việc cả. Anh chân, dường phải tha, cứ chỉ nhà đã hàn quạt nơi nhà ta khang ở sát sát medical đã miễn sự mật phiếp nông ca thuê rồi có ok nông ca vẹt cắt này muộn okay. Oral oral hôm nay cứ ôm muộn ngùng vùng muộn nó cứ là ta oral chứ như prai thác tu bẹt vẹt cắt muộn này ta chúng ngư ở với đây phải quan tâm cọc ôm muộn rồi cọc bồ muộn thì gọi nứng mà rồng bông muộn nứng cứ quạt ai về cặp chì bà bàn nhé ok office manager mean a person who is responsible for organizing the day-to-day administrative duties of an organization. Chẳng cứ chỉ một nét đã từ tua khó trở một cái riêng trong nơi cả tập vật cách nông ca cục cồn vì một ngày từ một ngày để thực tế này ông ca nông ông ca được gọi một kiếp này thì là tập office manager hiện tại ta nét cục cồn ca giả lại chẳng còn chỉ nét riêng trong một cái nơi càng nghe cục cồn pin nông một ngày nữa cứ quạt chỉ nè từ từ bắt đầu công ca thôi nè chương trình hát ra chương hát ra nè cục cồn ca giả lại next owner ok owner mean a person who owns something a person who owns something chúng ta thấy mình chả cầm sự mình chả bây giờ có mình chả tiền mình chả đây mình chả làm chẳng tôi nữa không hàng ta owner để chỉ cầm sự bảo quản ở đây để chỉ cầm sự bảo quản và lại thì chỉ owner well now we read each word three times all together ta dương an pịa tăng hơn bảy đón trong một pịa ta mong bọn ai repeat ai thả tám ta chấp ra optician optometrist oral surgeon office manager owner okay everyone I finish these videos right now and don't forget to subscribe and put the bell on don't forget to share and like this video and waiting to see to watch the upcoming video that I'm bringing to you next time with part 16 that talking about job that start with letter P okay so see you in the next video goodbye have a good time. Hello everyone, welcome back to my channel. Susren tang nok khnie, som swa kum san chit thmey mok kan channel robos khnyom. Thngai ni khnyom leuk yok neu video bong riet tang nem thmey muoy tiet dal bonto ampi video mun keu video ni keu phiek ti 16 hai, hai bong boun dambei meul phiek ti 1 rohot dal phiek ti 15 bong boun chol teu channel robos khnyom hai swai rop video dal mien ka ngie hai mien nhưng đã
này thì mui này thì pi rồi hốt đó này tí đọc rằng hỏi bóng ôn cũng thích subscribe channel bóc nghiêm đã cần đăng nằm bởi tù tầm nâng nộp về được nhầm lốt video lòng lòng bạn ở trong video này cứ dân sắc xa bị bịa ca nghĩa đã chấp đam đòi ở sọ phì. Okay, here we go. Let's start to see the first words on the list. Let me tell you that I bring just only five words that start with a P. Okay, let's go to the first word. See. Okay, pharmacist, 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 pharmacist. How could we say pharmacist, pharmacist? Okay, pharmacist, a person who is professionally qualified to prepare and dispense medical, sorry, medicinal drugs. Okay, chẳng khi chúng mình nhận là miền chúng niên cục quan nó không cà ri chấm hay là trái trái nó hóa sạch. Okay, medical medicinal drug cũng cứ thầm bẹt mà. Nhưng mà ta hóa sạch cà ri sắp cà rầy cứ pharmacist là dân sạc mày dân hào pharmacy nữa dân tộc pharmacy tinh thần chân nè là lũ thần nè dân hào là sắp cà rầy nè lũ thần bệt. Ok, now let's go to next say, plumber means a person who fits and repair the pipes. Okay, cứ chìm mình nụm nẹt đã to shop có chú chôl nơ tù yô the pipes pipe tù yô chân chìm chú chôl tù yô chìm to tù yô nâng gà là plumber chìm tù yô tập bạc. Okay, now we go to the next police officer mean a policeman or a policewoman chân dân bà thá môn trai nô cô bà chân á chìm mình trai nó có bà sợi á chìm mình trai nó có bà pro bạn tiếng bị phết tầm đồng police officer chân á bà bàn bị phết. Well, now we go to the next is president mean the elected head of Republican state, the electric head of the Republican state. Dì bà ta cứ chìm mê được nôm để trở bàn chờ rớ នៅក្នុងរដ្ឋសាធារណៈរដ្ឋជារដ្ឋសាធារណៈមានន័យថារដ្ឋដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាគេប្រកាន់របបសាធារណៈរដ្ឋអូខេជារបបសាធារណៈរដ្ឋរីពាប់លីកិនស្ទេតនេះប្រែថារបបសាធារណៈរដ្ឋអញ្ចឹងយើងហៅថាប្រេសិដិន កណ្ដាយើងនិយាយថាសាធារណរដ្ឋគឺជារដ្ឋមួយដែលអត់មានស្ដេចទេគឺជារដ្ឋមួយដែលអត់មានព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែចំពោះរដ្ឋដែលមានព្រះមហាក្សត្រយើងប្រែយើងហៅថាព្រះរាជាណាចក្រព្រះរាជាណាចក្រកណ្ដាព្រះរាជាណាចក្រគឺមានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រហៅថា Majesty ឬក៏ Royalty. Okay. អញ្ចឹងប្រេសិដិនគឺយើងប្រែថាប្រធានាធិបតីជាពូក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអត់ប្រើពាក្យថាប្រធានាធិបតីទេគឺយើងប្រើពាក្យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងប្រទេសដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺមានស្ដេចមានព្រះមហាក្សត្រដែរអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានដែលប្រើប្រធានាធិបតីគឺជាប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចទេអញ្ចឹងងាយស្រួលចាំ. Okay, now go to the next is psychologist in English, an expert or specialist in a psychology. Chúng chia nẹ chùm niên, okay, rưu có chia nẹ đà miên, hay là miên, miên xâm mặt tập hiếp, rưu có miên chùm niên, nơi khăn ông, sai chất xa, sai chất xa, psychology, vi chất xa. Nhưng bà ta chất vi tù rưu có dương hai cha ta, chia group at chất sạch mà nè. Okay, now we read the word three times each. Let's go. Pharmacist, plumber,
police officer, president, psychologist. Thank you very much, everyone. Now I end this video and hope you guys get so what I have just taught and you can use it in your real life. Don't forget to subscribe my channel by putting the bell on, share and like this video to your friend, and wait to watch another video that is coming soon, that is part 17 from me. And I hope you all have a good day. Bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I bring you part 17 of the job. Okay, trong cái video này chúng phần hai nơi phía đi đọc làm pi hay chúng mong muốn là cho tôi chạy một phía đi mua đồ đọc phía đi đọc làm mua được nông lý video luôn nhắm được nông play lý của nhóm tam đó và ai đam bay cho tôi mơ video được play lý của nhóm mong muốn còn là chọn subscribe và chọn subscribe channel của nhóm hay đã rút cần đăng lúc bóng phố nâng từ tụ bản đầm nâng nộp về đây upload video mặt đo mặt đo mặt đo. Ok chân trong video này cứ khiêm lực dọc càng nghe để chập nằm đó sọ kshu và sọ kshu miên chùm nôn pram. Ok tỏ dân riêng biệt thầm mặt đo chập đám. The first word is quality analyze, quality analyst. Quality này dùng phải là phần màn xong tổ quân ở phía analysis này cứ nhận vị phía. Ok, in English we say a person who conducts quality analysis. Chẳng khi chỉ mình đã thua nở ca vị phía thờ lỡ quân ở phía mà sạc máy dùng phải là nhận vị phía quân ở phía nhận vị phía là ta quân ở phía mình họ bắt bỏ ý khá vì mình chẳng ngày lọ ý khá chẳng hạn. Ok, hay ai cầm nọt là con nợ phim ảnh chọp lý của mình chẳng tự. Ok, next word is quality controller. Quality controllers mean a person who control the quality of something. Vì chứ mình luôn nét đài cực cồng từ lỡ con nợ phim nè vài mùi controller ប្រហែលតែអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងគុណភាពតែអ្នកគ្រប់គ្រងគុណភាពមានន័យថាគាត់មានទូរទស្សន៍ក្នុងការកំណត់អូខេឬក៏មិនឲ្យគុណភាពលើសឬក៏ខ្វះទេគឺគាត់មានការ control ឡើងដល់ អូខេ Now let's go to the next word is quality inspector. Quality inspector mean a person whom employed to ensure that the quality is in the standard. A person who employed to ensure that the quality is in the standard. Okay. Chính như vậy là nhận thức về nền công nghiệp. Nên có thức về nền ta công nghiệp ứng với trâu sáng đa được gọi. Chẳng á. Okay. Chẳng vì khó phí nhận vị phía, khó phí nhận cực cồng. Okay. Chúng ta phải nhận thức về nền ta vì trâu được gọi. Alright. I go to the next word, quarry worker means a person who works in a deep pit to extract a stone or other material. Okay, you brought that that work on a dome dot chrow, okay, deep pit dome a chrow them by york team york no tomorrow call and some bread or some dome and some bread to sound tip same thing. Nghĩa là chích cọng đấy, nâng nông rung mạnh đúng. Chẳng dương chìa phát sạc máy dùm ra ta cầm có rải. Cầm có rải đây là rải bông, rải miệt, rải vật là chích đấy, cả cái mây vô nữ rộng bọt thằng ngọt nụ, ok. Nào ta cầm có rải. Ok, the last words of this video is queen. Queen, what does it mean queen? Queen mean a king's wife. A king's wife. Okay. Yên bài wife, yên bài tao propon king cứ bài mạng sát. Chân queen yên bài tao propon này bài mạng sát được propon sát. Yên bài bia cứ mình chắc sát rồi. Chắc sát rồi.
Okay, everyone, now we'll read the word three times each. Now let's go. Quality analyst. And then quality controller. Quality inspector. Quarry worker. Queen. Okay, thank you very much for you watching my video, and I hope you get all of these words. Let's go to part 1 until part 16. I'm waiting for part 18 coming soon, and you have to subscribe to my channel in order to get whatever I posted. That okay, you can watch and you can share the video freely, okay? Learning English with me for free. And for the next video, I will bring the word related to job. Let's start with letter R, okay? So, thank you very much and wish you a good day. Bye. Hello everyone, welcome back to my channel. So today nè tụi con biết ngày nay chúng sum lợi dụng merin mùi chết mình to vì merin muốn đại dương nhiệm vì càng nghĩa bịa đẹp bịa bon càng nghĩa không sang đấy. Và hay ngày nay chúng lợi dụng càng nghĩa để chập làm đò sò hay vì chụp ngay ti đọc làm bài. Chúng mong phụ nạ chô được chạy mơ trong channel bọc nhóm rộp mơ phía tì muối rồi hút đó phía tì nọc rộng phí bàn. Đói còn để subscribe từ lời channel bọc nhóm hỏi đã sẽ nhà rụt đẳng đẳng. Mong bọn phụ nâng ai từ tùa bàn đồng nâng rồi phê đạc nhóm upload video ôm đồng đồng. Ok, chứng dương chạp đám tầm đóng phía tì muối. Receptionist. Mean a person who greets and deals with visitors to a school, bank, etc. Okay. Chương bên này ta menu đài xóa cốm greets hay nâng deal with bên này ta đọc sai được có nó về đẹp nhiều máu từ thôi cài chỉ một phiếu nó xả lá rồi có tình yêu kia rồi có cái lại xây tiết lại etc. In khmer nét tổ tụ nhiều chứng prai dịp sạc mà những cứ nét tổ tụ nhiều. Now we go to number 2 is recruiter. Recruiter means a person whose job is to recruit workers in a company. A person whose job is to recruit workers in a company. Chính cái chi menu đàl chơi đó cầm có được có bậc lực nước nông cầm hồn. Okay, recruiter. In khmer natural bộc lực mà chứng còn mình tu này ti nằm trong cái chữ bộc lực cầm hồn hay ta recruiter. Well, now we go to the next researcher. Researcher in English, a person who carries out academic or scientific research. The researcher cứ chỉ mình nói là đào phát bát nơi cả sao chiếu nè chỉ cả sao chiếu
Hôm nay chờ ngàn sắc xá rưu có bài vụt chia sẻ. In Khmer, researcher dương phải thà nẹ sao chịu, ok? Researcher dương phải thà nẹ sao chịu. Retailer. Retailer means a person who sells small quantities of goods to the public. Chúng tôi chỉ mình đã lụa nơi tầm nánh đòi chùm nôn tách tới ai xa thiên lạ chuẩn public. That mean nẹ lụa rìa bà. Chúng retailer dừng phải thang nẹ lụa rìa mà nẹ bỏ đồng đấy cứ nẹ lụa rìa cột lụa tôi mình luôn nẹp nẹp nơi vì chúng luôn tầm nành tích tuổi nẹp lũ riêng. The next is rubbish collector. Rubbish collector. Rubbish collectors mean someone whose job is to collect rubbish. Okay. Chính cứ xâm nào từ lời mình đã quát promote sâm rang, rồi có dùng trái thả rớt sâm rang. In Khmer, nẹ rớt sâm rang. Yes. So again, receptionist. 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 Nẹ tự tụ nhiều. Recruiter. 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 Nẹ chơi rơ bục lực. Researcher. 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 Nẹ sao chiếu. Retailer. Retailer, ra ta nẹ lũ rìa, rubbish collector, rubbish collector, cứ nẹ rớt sầm ràng. Ok, so, it is the end of the video. Thank you very much everyone for your time and your effort in learning English. Chúng ở con chán, kìm xong bị chọc trâm bẩn ní, này, à sổ ổ, chân bọn bọn rong chăm tư xin video bọn to tiết để khi mà lợi dụng nơi phần này tì đọc bằng buôn để chạp đàm bị chỉ càng nghĩ để chạp đàm đòi rõ bạn chân bọn bọn complete subscribe channel bọc nhóm đồng bày từ tùa đồng nâng rõ bê để khi mà upload video thầm mây mà đồng đồng. Ok, hoặc cực chân chân bình lìa, bye bye. Hello everybody, welcome back to my channel. So today nè tặng học ní, xong xong cùng một căn channel khi mà đón tiếp cứ khi mà lựa chọn medin này thì đọc bằng bốn hay sẽ tôn từ nền biển nông sang lễ là dần dần bị càng nghĩa để chấp làm đoàn sợ bạn. Chúng mong ôn trong mơ video từ part 1 until part 18 mong ôn lại cho từ nông channel bọc nhóm subscribe channel hay đã cần đấng đầm bay từ tu ban mê rin chỉ bật to bật to bạn trường học quân sát dương bật to châu bị ti mùi tìm nón để chạp nam đỏ rõ sales manager. Okay, sales manager. Sales manager mean a person who is responsible for leading and coaching a team of sales people. Yes. Cứ chỉ nè từ thu hoạch trâu chúng phụ ca đặt nhóm rồi có ca bằng vật cầm này một lực lượng dùng phát thanh nè cục cầm này lụa mà nè cục cầm này lụa. Next is scientist. Okay, scientist. Scientist mean a person who is an expert of the natural or physical sciences. Okay, chẳng cứ chìm nó nhẹ là mình chủ nghĩa này thông bị chết của đôi chìa này vật chia sẻ kháng rụp chìa và ok,
dân prai thanh nhạc vật chia sạc scientist dân prai thanh nhạc vật chia sạc secretary secretary dân ai an luôn thà secretary rồi có secretary bà. Secretary in English mean a person who assists with correspondence, make appointments and handle with administrative tasks. Chúng như prai tha cứ chim rum nè đã chui nơi trong cả trai top, ok, correspondent, trai top, bằng cả nơi cả nạp chút hơi nên đọc sai nơi cái cả hàng rất là bao mà secretary chỉ phía sau máy giúp prai tha lê khả, ok, lê khả secretary. Chúng nhận chui chúng nuôi từ đó mấy cứ chỉ lấy khả để chui để con trường ca và cả nên mình đã trong nạp chút cho mỗi thời cài sẽ quá trình rịp trong ca nạp chút hỏi có quật vừa ca hàng ca trái top chi lý lạ xo rư có trái top chi xung đây hay có miền ca nghe khang rất là ba là tự thuở phòng đại chẳng chỉ lấy khả security guard security guard security guard mean a person who works to protect a building against intruders or damage. Okay. Chính vì chúng mình đã thua ca là mấy cà phía nơi à kia tôi tên đang ca bằng play bằng play xin xin bạn in English in Khmer con xanh đi sọc yeah. Dương trai thà con xanh đi sọc the last word is supervisor 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 means a person who supervises a person or an activity ឬជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងបាទឬក៏ត្រួតត្រាទៅលើមនុស្សមនុស្សឬក៏សកម្មភាពយើងប្រែថាអ្នកត្រួតបាទជាងអ្នកត្រួតពីលើគេនេះហៅថា supervisor okay. So we read the word three times each again sales manager sales manager sales manager scientist 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 secretary 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 security guard security guard security guard supervisor 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 okay យើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាំចងចាំហើយចេះពាក្យនេះកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីរៀននៅមេរៀនជាច្រើនដែលខ្ញុំបាន upload ហើយជាពិសេសគឺពាក្យតធនការងារក្នុងភាសាអង់គ្លេសតាំងពីផ្នែកទី1រហូតដល់ផ្នែកទី18តែម្ដងបាទកុំភ្លេច subscribe ហើយ share video នេះទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនហើយសូមរង់ចាំតាមដានផ្នែកនៅភាគទី20ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាប Hello everyone, welcome back to my channel. And today I bring you part 20 of jobs that start with letter T. ជាងសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូភាគទី20ដែលខ្ញុំលើកអំពីពាក្យដែលនិយាយអំពីការងារក្នុងសាអង់គ្លេសហើយចាប់តាមភាសាទីបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមុនគឺខ្ញុំលើកយកពីអក្សរ S ហើយពីផ្នែកទី1រហូតដល់ផ្នែកទី19បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំឆែកមើលហើយរៀនតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះពីមុនមកហើយបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលបងប្អូន subscribe ដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីថ្មីម្ដងម្ដងដែលខ្ញុំចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសបាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យទី1តែម្ដង Let's go Okay ពាក្យទី1ដែលចាប់បានដល់អក្សរ T គឺ teacher teachers mean a person who teaches especially in a school
chúng cứ chỉ nhận đại bằng riêng chụp xe nông sơn là chụp sạc máy giống như prata kru bằng riêng teacher ok chúng như mới bị tp cứ trader mean financial income and in English a person who buys and sell goods currency or share chúng nhận đại tinh hai đồng lụa cứ tinh lụa nơ bây giờ bán rưu có phị hồn mà nhận tình lụng phị hồn nâng hào thật trader bình nếch cỏ sạc máy dưỡng hào thật bình nếch cỏ trainer mean a person who trains people or animal chân mình đu đào vật bồng vật mình đu rưu có bồng vật sạc nhưng pra thác kru bồng vật trainer thì bốn cứ technician Technician nhưng ta thà in English mean a person who is an expert in practical application of a science. Chính khi chìm lùng nhẹ đây nhẹ chùm đi như trong cảm bị thi là nơi nông vật chia sát cứ vật mình chùm đi nhưng ta thà nhẹ phải chạy cái tệ và technician cứ chỉ nhẹ phải chạy cái tệ. Okay, now we take a look at the last word is teller. Yes, especially we call bank teller. Teller cứ dùng prai tha in English mean a person employed to deal with customers transactions in a bank. Chừng cứ chim rum nè đã thua ca nó không thế này kia hay còn chặt chay rồi còn đọc sai rừng về lôi chô về lôi chênh rồi bỏ tê tí chuẩn mà hay chụp sạc máy chụp ra ta nè prạc rồi còn nè tù prạc nông thế này kia mà chứ nụ bê nằm miên là tê tí chuẩn còn màu đọc prạc quất còn chứ nè phục cô lôi chun tê tí chuẩn hay bà tê tí chuẩn mọc đạc prạc quất có chứ nè tù lôi bì tê tí chuẩn này nâng dành hà ta teller. Okay, now we read the words three times each. Teacher, yang prata kru bong rin. Trader, prata penichiko. Trainer, kru bong wak. Technician, yang prata nek pichai kete. Teller yang prata nek bak prak rukau tutu prak angkenung peniki. Bạn, ok, con chắc bóng bốn nhưng xong bị chọc này thì phải tầm bẩn hết hay bóng bốn cũng phải cho tới chạy mơ video bị này thì mới hồi đọc này thì đọc bóng buồn làm bây từ thủ bàn nơi mê riêng sang lễ để dìm bị biệt ca nghĩa để chạp đam là sọ ế nông này thì mới thì bị sọ bi thì bây giờ sọ xí rồi hốt đo phi một phê nít cứ chạp đam là sọ thị chứ mình đây thạc nhưng bóng hòa video ở chùm luôn mùi phê hết ok, chùm luôn mùi phê hết hay video khác chúng lợi dụng hiện đại chạp đam là asawi và chương hiện đại chạp đam là asawi chúng đang bằng học trong video khác hay complete subscribe hay đã được cần đăng lên channel của chúng bạn zoom group liên tham học này sau khi lo bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel, and today I bring you another video that talking about jobs in English, and this video is part 21 or 21st that the job start with letter U. Okay, chương số đây bông bông ngọc nỉ ở ngày này chúng sống lợi dụng ở video mới chưa hay cứ chia video phía tìm một hay mới để bắt đầu bị phía tìm một hay bạn. Hay video này cứ dùng dùng pịa trong sàng lễ để càng nghĩa để chấp đam đòi sò dù bạn chúc mong con complete subscribe channel của bọc nhóm hay đã rút cẩn đấm hay cho được nông channel của bọc nhóm đồng bây từ thu sân à rồi có riêng tam video bị này tìm muối rồi hốt đọc này tìm mà quay muối này các bạn đồng bây của mọi ta
khó khăn nó không cả riêng thì cá nghe để chấp nam là sọ ế rồi hôn đó là sọ dù bạn chứng không ai chặt về dù nhưng chấp nam bằng hành trầm đó từ vị tìm muối underwriter ok underwriter underwriter chứng mong muốn đăng hết vị thà under thằng cầm writer cứ nhận sơ sơ này không này không phải sang lấy cứ a person who underwrites an insurance risk ok chứng mình đúng mình đã sơ sơ rồi rap mình đã an thì ní rồi có bệnh cho bệnh cho không ca risk ní dừng phải thà cả là hàng đi thấy này ngày cả tình băng thì nhỉ bạn insurance nên chỉ phải sạc máy chứ phải thay nẹp bình chọc một chỗ thì ha từ chuẩn mua những quạt mình sợ chỉ hao thà thì thà quạt tôn rồi có quạt tôn thiên nhá chân quạt underwrite những cứ quạt chi dương sơ sơ như mấy ơi cho phải cho công vốn nói prom lụ bạn thì đi ra bông ngoài quan chẳng thì có ưu tiên ra chơi lui từ kia chẳng còn underwriter nó cứ quạt sơ sơ như mấy phải cho từ kia ơi prạ ơi từ kia prom ơi chơi lui từ lùm nẹn chẳng á cái này hát ta underwriter. Okay, now we go to number two, undertaker. Undertaker, in English, mean a person who prepare, with letter S. Sorry, prepare dead body for burial or cremation. Cremation. Okay, chân chị niệm lúc nãy đây trong từ xã shop làm bật cho rồi có bố chỉ. In Khmer, acha khmau mà. Undertaker. Next, upholsterer. Upholsterer means a person who upholster furniture, especially professionally. Khi chúng cứ chỉ nè đã time rồi có tóc tai như kêu sừng hà rồi một time mà tia ta tóc ăn miên cầm ráo tóc chẳng quật đặt cầm ráo tóc rồi có cậu ấy là hắn miên phúc quật và thèm phúc đê phúc cho mấy nâng hắn nhà thà upholster nhưng bà thà nẹ tập thanh sang hà rầm bà tập thanh cương sang hà rầm bằng thèm. Ok, now we'll go to the next urologist in English means a doctor who specializes in treating diseases of a parts of the body that produce and carry urine. Okay, urine. Chẳng quý chìa cụ bệnh là miền trùng liên kháng phía bào trùng ngư đã chụp này mùi này riêng cây đã bị lật rư có tục nơi tức một mà urine nâng cư tức một urine. Nhưng phá ta bệnh này đồng rõng nồm mà urologist. Chúng bị trong cái đó cứ ASA in English mean a person who show people to their seats in a cinema or theater etc. Chúng diễn ra ta cứ chia mình luôn nhé là bằng hai mình luôn từ căn cái lại quay được vào phục kế nếu con ông rồng bị dấn rứa con nếu con ông rồng hào sọp rứa con miên được chia nơi con ông phơi nhị tháng có miền Asher đấy nơi non nhiều tùng quỳ tóc này tùng này chẳng con ông cái thi cá có miền này từ miền non nhiều đấy còn mà chỗ ru mắng tơ quỳ tóc này tùng này chẳng đó mà nhưng mà tha nẹt non nhiều tùng quỳ Asher. Ok chẳng dừng an pịa muối từ bảy đòn hoặc nít tạ underwriter. Underwriter, undertaker, upholsterer, urologist,
urologist. Answer. Okay, ông con trăn bằng bồn học nghe nhầm xung bị chọc video trong bản này hay sự cầm thả bằng bồn ai chọn trăm hay nâng trả phát biệt nị bàn dàng lọ phá giá và hay complete bằng bồn cho từng mơ channel học nhóm hay sắc xa mê rịp sang lý lọ lọ vì channel học nhóm phong đáy complete subscribe hay đã được nhận đấng hay rôn trăm tu sân à video bật tọp cư này thì một phê phí đây là chấp tham là sau vi hay khiêm rịp trong video bị xó ế rồi hút tận đó xó gì tâm đóng là dương nhiên bị càng nghiếc không sáng lệ bạn ông con chan xong mà mình ngay lọt ngọt ní goodbye have a good day good luck. Hello everyone, welcome back to my channel, and today I bring you part 22nd. We're talking about jobs in English, and the jobs start with letter V in this part. So today, we're going to talk about the channel. 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 Hãy complete cho tới subscribe channel của mình mà đã được cần đăng hãy cho tôi mơ này tìm mũi rồi hốt đọc này tìm một phê mùi và hãy complete rôn trăm mơ này tìm một phê bày tiết để xem nâng ngon dọc một chút mong ổn nợ về chạp chạp cả mùi và tạo chân dương mơ bị tìm mùi tầng ngọt nế Wallet mean a man's personal mail attendant who is responsible for his clothes and appearance. Okay. Chính mình này tha wallet này cũng mình này tha nè bấm ra paper, bấm ra paper. Toàn khuôn nó bấm bấm mà nè. Chính mình này tha bấm mà nè. Nhưng cứ chia nè bấm ra robot bấm mà nè tiệt. Chính mình đây thà nẹ bẩm ráo có pro nẹ thầu cài nâng có pro và hai ca nghe được bó quát nâng cứ chỉ nẹ riêng trong sử dụng bẩm phê hay nâng riêng trong tóc tay như riêng riêng cài rồi bó bó rõ mẹ tiệt mà chẳng có thể thà nẹ xung đầy tu xung đầy chẳng tất kê miền mà nụ mẹ nẹ khi bó rõ là tam căn sử dụng bẩm phê ở quát rồi có tóc tay chui mơ một sọ chui mơ anh chứ nhưng chúng ta thay nè bấm ra pro và nè bấm ra hết pro rồi bấm được pro anh chứ ok wallet. Now we go to vendor means seller. Ok vendor means seller nhưng ta thay nè lụ vendor cứ nè lụ đây. Vice President mean an official or executive ranking below and deputizing for president. Chính cái chia một trái là cầu mà quạt, ok, là miền tuần ti cả cầu rồi có rong nỡ protein và president nhiều phải protein và dân chỉ dân pin nhận nhiều bài cứ protein thì tập đầy và protein thì tập đầy. The meaning anuprathien và những phát thanh anuprathien đưa có anuprathien đi tập đầy và xin nên nói sao rằng rất cứ mình vài president hạ ta anuprathien đi tập đầy và xin chỉ cầm hôn dân trâm tay chỉ tập thiên để chuyên gia anuprathien nhưng mà ok now go to the fourth video editor mean a person involved in video production the production and the post production of film making. Okay. Chứng khi chim rum nè đã blog chu mùi nâng ca bực cát video hay mình nói thà quạt nâng chi nè cho rùm nâng ca bực cát sai phim dân nâng chứng chi sạc máy chim prathan nè cài xung rùi video, nhạc cài xung rùi video, video editor.
And then the last thing is volunteer. Volunteer means a person who works for an organization without being paid. Cũng cứ chỉ một mình đã thu cá, ôi ông cá là muối, rồi miền cá, ôi bạc hải, being paid without being paid, rồi miền cá, ôi bạc hải. Alright, in Khmer is network as much. Chúng dương an bị muối bay đòn rồi, nếu bằng vốn, tập chấp nào. Wallet, vendor, why president, video editor, volunteer. Okay. Anh chẳng sừng thông tham bóng phốn riêng chấp bán nữ biệt tiền phạm đi hay chọn trăm hình phạm đặc nục nông càng nền dịp phía sang lấy phạm dàng luôn hay complete subscribe hay nâng đã rụp hình đấng bởi tựa tuôn đồng năng nộp đặc nhóm upload video thơm mây mà đóng bóng phốn hay riêng phía sang lấy phạm bát đòi tòa là mà đóng bát. Nhưng chẳng video khác khi em lưu dọc vì phía tìm một phê bấy đã chạp tâm đòi ạ xó đập dù thêm đòi bạc. Mọi quân trang, chúng được đi, chúc nghe trong video khác, bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Ngày nay xem xong lực dụng video mới tiết để bằng riêng bóng phôn phía sang lấy từ dân diện bị càng ý jobs là video này chỉ phía đi một phải bày hãy hãy nhằm lần lực dụng nữ phía càng ý để chạp làm đòi xó W trong bóng phôn complex cho từ khu channel bọc nhóm hãy subscribe đã rút cẩn đấng làm bởi từ bàn video bằng riêng phía sang lấy thamay thamay rùm nâng chỗ tổng mơ mê riêng tìm muối phần này tìm muối rồi hôn đo phần này tìm một phầy bầy nỉ bà tầng chẳng có mọi khát bê dưới chạp đàm tầm đón chẳng tầm miên bị càng yên là khác đầy dưới chạp đàm ở W bị tìm muối cứ waiter hay nâng waitress waiter, waitress chẳng bị ní cứ đạch bị gì thế cứ waiter hai nâng waitress tới xa tiện tôn từ nâng paid waiter này cứ paid pro hai waitress cứ paid sợi waiter in English mean a person who serves customers at their tables in a restaurant chứng cứ chìa mà nông nét là bông ra thị trấn nơi tóc nông restaurant nông phô dịnh thang chứng dương pra chịp xa mà dưỡng cứ nẹ bồng ra bà nẹ bồng ra hay chùm này waiter ní cứ nẹ bồng ra pro hay waitress cứ nẹ bồng ra sợi nẹ bồng ra ní cứ chỉ nẹ bồng ra nâu tam phôi nhị than đại quạt rột tộc á dương tra phía mùi chết cứ nẹ rột tộc mà mẹ nẹ bồng ra ở đấy cứ nẹ rột tộc sợi hay nẹ rột tộc pro bà. Ok, now we go to the second word. Phía tiếp cứ washer. Washer means a person who washes something. Khi chỉ mình nhé, đã xâm ạt ở với mùi. Washer. Dân wash nó cứ xâm ạt đọc chút liền. Nhưng khi máy, dân prai thang nhẹ xâm ạt. Nhẹ xâm ạt, nhẹ chút, nhẹ liền ngay nữa. Washer. Bây giờ mình cleaner, washer. Ok. Chính dân tư bị tị bày. Bày cứ weaver. Weaver. Weaver in English means a person who weaves fabric. Okay. Chẳng kia chuyên mà nó đã là thông bài cả nạt fabric. In Khmer, nhẹ thông bài cả nạt weaver. Okay. So we go to the next. Welder in English, a person who welds metal. Khi chim rùm nét đã
quạt xà well chiêm phải tập xà xà đại xà lục hạt in khmer chiêm xà đại welder. The last word is writer. In English, a person who writes books, articles, stories, etc. Chứng khi chia nẻ đàn sơ sê sơ phâu, sơ sê sơ bót, sơ sê rương, lạc. Nhưng bài thà chia nẻ sơ sê, rưu cô chia nẻ nhịp bột, mà, writer. Ok, now we read the word three times each. Waiter. Waitress. Washer. Weaver. Welder. Writer. Okay. Chừng ở phần trang bóng quần hóa kia khiêm xung về trong video trong phần này hay video khác khiêm lợi vô phía y mà phía 4 là chạp đam đó là xo y và w xong tốt cư là xo x w x y ok chừng video khác khiêm lợi vô phía chia càng ý để chạp đam đó là xo x vô màu chạy chun tật ở bóng quần bạn chừng bóng quần complete subscribe channel bóng khiêm anh đã được cần đăng và tự bàn video mấy thông tin và to tiền bạn complete rong trăm tu sản hôm nay tìm một phía 4 chuyên phôi bóng ôn miền sốc của phim lo tặng học nha. Bye bye. Hello everyone, sư sư đây là học nha. Xung xa cùng xa chịt mây mà căn channel là bọc nhóm bạn. Đôi xong mùi đón từ khiêm lực dục mê riêng chi phí xa lễ cho mà chạy chuyên phôi bóng ôn. Hay nơi khôn video này cứ bằng to pi video muốn ok mình đây tha dương lực do pi càng nghe là chấp đam đòi akra crom tiền mập hay của mỗi nông sang lễ và cứ chấp đam pi e rồi hô đó là lớn ít nông phai thì mập hay muốn cứ à sọ e thái và chưng bom pol nâng sắc xa pi tiện chỉ càng nghe để chấp đam đòi sọ e nông video này bạn. Chúng một lần chấp đám xong bóng ôn cho từ channel bọc nhóm subscribe channel bọc nhóm hãy đã rút cần đấng đâm bay từ tu ban nấu video để cho mà upload mấy thứ mấy và bây giờ bóng ôn đã rút cần đấng bóng ôn đừng từ tu đầm nắng làm pi ca upload bọc nhóm chẳng được ro pi để cho mà upload video thứ mấy bóng ôn đừng từ tu bán nấu đầm nắng hay bóng ôn này mới toàn pi gì bạn hay complete cho tôi mơ video nó không playlist các đôi chứ không bình chi như video bọc nhóm là xoay rộp này thì mũi để cho bạn đọc sọ ế rồi hôn nọp này thì mà phải bày và để không ai khó khăn hay bóng bộ này sẽ nói chiều riêng bàn chẳng nó không chẳng bọc nhóm của phim bàn bạc video chẳng đấy hay khiêm chi dùng bạc bạc to tiết bóng bộ rộng trăm tu sân nào bạc to tiết bạn. Ok, chẳng ở nơi khôn này thì mà phải buồn ý đã chạp đám đoàn sau ít cứ khi dục tại pi mà thế rồi xa dương cầm rõ mình tiện đã chạp đám đoàn ít nhé chẳng tiện đã chỉ càng nghĩa có cầm rõ đá chẳng khi nhóm xung khi nhóm sao chiều máu khi dục tại pi mà thế tạm bất vì mình xin xin chết bần đá vì còn là chỉ càng bật thêm tiện trao như thế chẳng khi nhóm lực dục tại pi mà thế và chẳng mình thấy thật nông video này bóng bồn sắp xa tập pi tại pi mặt để ô xong tôi tại pi bịa để bạn ok bịa thì muối x-ray technician x-ray chẳng mong bốn score x-ray mà nhé x-ray cứ machine x-ray và machine thọt điện cai được thọt xem xem nữa x-ray technician và x-ray technician cứ dùng tài chỉ sạc máy tầm đó cứ nè phải chạy cái tay khang mà xin x-ray và mình nói ra con mình phải chạy cái tay khang ca product bật mình nói khang ca bật rưu có khang ca chút chút và mà xin x-ray nữa hay có quạt ai chúng ta quạt ai bằng cát x-ray đừng bàn đại mà đời sao quạt chuyện này phải chạy cái tay lơ mà xin x-ray đừng bàn chứng bị tìm mũi cứ x-ray technician hay
bông bông còn là phần bị cào yêu thì ta bên những con chia cái liên tục thay ca để mơ nơ khang x-ray nhưng đã x-ray nurse chẳng mà và xin còn nhẹ cục chrome từ lừa mà xin x-ray nữa nhưng đã x-ray controller thì chứ còn là thêm trong thêm bị trong nó càng cào cào tới cứ bông bông này phải khát càng như bàn chân thì đây chứ không lực vô thể mùi như thế cứ x-ray technician. Ok, chứng bị dân tâm mơ bị tp. Ok, tp cứ HTML programmer. HTML programmer. Chứng HTML chỉ phía xa nóng internet và xa internet. Dân mình HTML và phần này cứ HTML để dân pra nóng website xem rồi nóng chỉ code vì chỉ code là mấy mình chia từ lời cam kết xem HTML programmer mình đây ta nhận bậc cam kết nấu pizza HTML này và trong mong muốn trong vô là HTML chỉ các mong muốn là chọn từ search nó trong Google ta HTML mà bị ai class hay kể từ ở vậy class nó không nâng mong muốn vô time đời lấy cho nó biết dùng lực từ pia chỉ càng gì đằng máu cứ HTML programmer xong nào từ lúc nét đã sử code HTML mà nét sử code HTML ok dương phải dịp xa khả máy dương ta nét sử dụng cảm thị HTML rồi còn nét sử dụng code HTML nâng bạc HTML hẳn chứng bóng bốn à giờ và thêm bị cao được kia đối X-ray khẳng lửa đấy HTML creator HTML supervisor anh chẳng màu ok thêm bị cao cao được chứ nhưng an pia tạm pia này cứ bày bày đòn về kia tạ đúng X-ray technician X-ray technician X-ray technician HTML programmer HTML programmer HTML programmer ok chúng ông cũng chán bằng phụ nữ học sinh chúng ta bằng phụ nữ từ bàn pia này hay complete subscribe channel một nhóm hay đã được cần đấm share video này từ căn mật thẻ bóng phổ like button hay nên comment ở căn trống đồng bày đăng ca ta chim cu từ thua bạn mấy đồng bày ở miền cà ri chung lán improve video và top top hay complete trong trăm tu snap này tìm mà pay pram và part 24 đây chim lưu vô pịa đã chấp đam là so why bà so why nhưng mà chạy chung tờ bóng phôn chưa phát tỏa tỏa tiện bạc ở phôn trán chung phôn bóng phôn mình sốc phía gõ hay mình ngay lo thằng học nếp see you in the next video chân chú kia nơi video cao bye. Hello everyone, welcome back to my channel. Sau đây là đó thì xong xóa cùng sang chiếc máy một căn channel của nhóm bạn. Nơi khung video này cứ xem lượt này tìm một phép làm hỏi hay bịa để chỉ càng nghe khung sang đấy nên chấp làm đòi ở sau vài bạn. Chân vật to bị này muốn thì video muốn này xem lượt do bịa để chấp làm đòi sau x lớn từ sau vài. Bấm bốn complete cho tôi subscribe channel của nhóm hãy đã cần đăng là mấy từ bạn này thì phía sang đấy lo lo vật to được tiếp. Hay bọn bọn chỗ tôi mơ phần thứ 1 và part 1 đó là part 25 ấy mình đã xem phục video 25 một lần hay chứng bọn bọn chỗ tôi mơ part 1 rồi đó mà part 24 mà the part 1 part 24 yeah bây giờ sao a rốt đó sao x hay là cứ sao y ta chứng không ai khác đi yếu nhưng tôi mơ bị thứ 1 tầm đó. Okay, the first word is yacht. Yacht captain. Okay, bong bong copy yacht. Okay, yacht sum nao te lue tu kru ko kapal thon lomom lomom ba. Men kapal thom ne ku phi chan ku yacht ni ke pra kapal sithai dai ke chih kamsan na. Kapal dai ke sithai ru ko maha sithai ke teng dam bai chih damlai rop lien dollar rop pon lien dollar ne. Làm bài chích cầm san để cả lại cái chân để cả cru xa ok ok chẳng dương miên bị judge captain ok captain bóng bồn đăng hết từ captain mà chẳng
a person in command of a yacht. Chúng cứ chia mình nhẹ là mình chia nơi tu cứ có cặp bào thôn chung này. Dùng phải dùng sạc máy, dùng phải đam mê mình chia ca trong cặp bào bà. Đời sao dùng dùng đại cặp bào làm đón. Đời xa thì có mọi mình cả tu phong cặp bào không. Bây giờ dạy như cứ mình đây tha cặp bào thế nào một chùm mà làm chùm mình thông đấy. Mình có bao thông thông ấy, có bao mồm mồm đã được thêm thì chạy. Dân cứ sẽ thấy được mà sẽ thấy cái tinh tục chi. Chỉ là nạc private bao kế. Trên thị trấn cứ thay thay. Yeah. Ok, now we go to the next. Judgment. Judgment cứ in English, a person who sells judge. A person who sells judge. Sell là dân phải thà bảo tục đưa cô. But chỉ tục cái đau cứ còn bạc tục cái đau như thế sell ok trên menu nẹt để bạc yacht để bạc tục cặp bào này ok như vậy là nẹt bạc tục rồi có bạc cặp bào judgment ok now we go to judge pilot đấy chứ ngay prapi pilot các bạn đấy ok now we go to the next yacht man in English mean a person who works in a railway or a timber yard. Chúng quý chị mình đã nói đến phương cách nó có hàng xâm năng rập lưỡng railway nó có phương cách nó có trong hồn ai dạ xe mà diễn cứ mình đã trong hồn phương thân rập lưỡng bà phương thân rập lưỡng rứa có timber yard. Timber yard nó quý chị lại nhớ rung chạc A chữ bà timber yard. Rồi có ảnh tình này mùi tiết judgment xong là từ lời nẹ đã thua ca nơi khẳng crowd đồng bố lắm. Mình nói ta có thua ca nơi hào thế ngày. Ok, mình thua ca nơi không ổng phí thế. Cứ thua ca nơi khẳng crowd judge. Ok. Nhưng dùm ra ta cầm có ai chơ rồi có cầm có lâu đài. Next is youth leader. Youth leader in English means a person who leads a group of young people. Chúng khi chim nụ nẹ đã đất nôm krom dụ chân và young people krom nụ quay mấy. Youth nó cứ dụ chân nhận phải dụ chân. In my cứ nẹ đất nôm dụ chân mà mê đất nôm dụ chân. Youth leader. Okay, now we go to yoga instructor. The last one, yoga instructor. Yoga, bóng bóng có yoga và instructor. In English, mean a person who instruct yoga lessons. Vì chi mình nu mình đã có bằng riêng được bằng hạt nơi mê riêng yoga từ đó nè đợt tế nhé. Dương phải tha nè bằng hạt yoga. Ok. Dương an bị bây bây đồ nó thì ta. Yacht captain. Yachtman. Youth leader. Yoga instructor. Okay. Okay. Anh chẳng khi ông bị chọc trong bên xung cầm tham bóng phụ ôn từ từ dụ rồi có riêng tiện ý chế complete cho subscribe channel bọc nhé mà đã được quần lấn bóng phụ ôn hay complete rung trăm tu sản áp này tìm một phê bóng mũi và này tìm một phê bóng mũi khiêm lực dù ở trong cao cứ ở xó gì và từ có giá thả giọt giật nâng bạn chỉ ở xó trong cao hay mình mên mình đây tham video trong cao chết càng cao những cứ khiêm nâng bình to bằng các video bằng riêng sang đây thay to tiết lo lo khi mình sang chiều nội topic lo lo do mà bằng riêng mong phong phố để cho nên mong phong click subscribe và đã được phần đăng bài tu bạn làm nâng nội đây khi mình upload video lòng đòn và hay share video này từ căn mong phong mất phép hay complete comment phong chọn like button phong làm bài chỉ cả nội tự chất làm bài khi mình thua video chỉ bắt to tiết bạn. Open chat, chun po, bong po, so kỳ lo. Bye bye, chúc nín trong video. Bình tỏ. Good luck.
Hello everyone, welcome back to my channel. Susley nok nok tngok khnie som swakom sai che thmey mok kan channel robok khnyom ban. Thngai ni khnyom leuk yok no phiek ti 26 dai che phiek chong kraoy neu knong medium sang le dai piak pon te nang ka ngie ha job. Hai ka ngie no thngai ni kue chap pram no asor z ba. Cheng doy lai asor z ko do che asor x dai kue mien ta 2 phiek te khnyom leuk yok mo 2 phiek doy sa vi kumro ba kumro mien phiek dai chap pram no asor z na. Cheng khnyom yok mo ta 2 te ba. 2 te. Hai bong pon chol to subscribe channel robok khnyom hai da rup ndang te dambei tu ban video phía sang lấy mấy mấy tỏ tiền nó phải là bóng phôn đã rút cân đăng cứ bóng phôn nâng từ tụ bàn nâng nó phải là nhóm upload video thamay trên bàn tỏ tiền bạn chấn video này quy chỉ ở này trong cao hình này càng ít hay nhóm nâng bằng các video tạo tỏ tiền dùng bị topic lo lo làm bài bóng phôn ai liên sang để bàn ok tỏ chấn trên tâm ơi bị tim mùi đã bị tim mùi đã cầm rò nó bị chiều vậy cứ zookeeper và zoo zoo bằng bốn scroll bị zoo ấy về zookeeper zoo này cứ bằng bốn scroll hay cứ xuống sát hay keeper cứ như thế là sao? Alright in English nông sang lấy khi mà lưu cho mau tới để sao biết mình biết zookeeper zookeeper dân phải thay nè mơ thay xuống sát và mình nè còn đâu mơ thay xuống sát nữa còn tờ ca rồi cho cầm con nó không xuống sát nhé nhá là zookeeper và zookeeper bị tiếp cứ zoologist zoologist và zoologist mà bị từ zoo đây zoologist zoologist nó cứ dùng para tha nẹt sắc sam pi sắt mà nẹt đời sắc sam pi sắt tập hết sắt đây sắt ấy nó cứ dùng hai ta zoologist mà zoologist ok chứng dùng an bị nâng bay bay đòn hoặc lấy bóng vốn tập zookeeper 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 zoologist 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 mà ông con trai bằng phôn sử dụng ra bằng phôn từ thu ban chụp này đăng được ngày đi biết pi pi thế chân nghi su chăm mền tén ấy ăn chưa tập ra bàn bạn chân pi là so e đó do gì bóng ôn chôl từ nông channel bóng nhóm hóa rộp nực này thì mùi rồi đó này thì bóng mùi ní mấy sắc xa tập thèm hơi khi mà nông viên cao phải chôl video tầng hóa nâng phải chôl ní là phải chôl video tầng mùi bóng ôn rộng chạm tụt sản á nửa video cao để khi mà các bạn bị thỏa thích xem xanh tiền và chân subscribe đã rút cần đăng tới hãy chui like chui share video ní thì cần mất phép bóng ôn complete comment ở bây giờ bóng ôn kết bằng tí video bóng nhóm làm bây giờ khi mà bạn vô màu và ta một tệ đi con sạp ná đồng bây thua cho nên một em cảnh lọp xa tôi múc chia phí giói cho nó bóng phụng đó nghĩa còn cả tìm sàng đầy bàn chân xuống chung phôi bóng phụng sau khi đó chụp cái nông video cao cho nông mê riêng cao ít bạc hay chung phôi sau khi đó hay miệt ngày lọt mặt nghề bye see you next video. Hello everyone, welcome back to my channel. So today nè các bạn xem xong cùng mà xài chết máy một căn channel một nhóm. Hay ngày nay xem xong chạy đồng lệ nè. Mới điên thì sang lấy một chiếc cứ tẹt tung tình đang ca nghĩa hay là một bò chân chân sắc sàng pi pi nó không sang lấy là dương pra đồng bay hao chỉ một đầu bò rồi có ca nghĩa bạn. Hay ní cứ chụp này thì mũi đã nhom đã ca nghĩa đã chập đam đòi à sò e và chập đam đòi à sò e tỏ chứng bong on a chul được subscribe channel một nhóm đồng bay từ tua ban merin mấy mấy chỉ phải sang lấy hay complete chul được nong playlist đồng bay riêng nơi merin sang lấy chỉ tràn được nong playlist một nhóm bạn chứng complete đã rút cần đấng là nộp phần top pi bong phun cho subscribe đó chứng chứng chập đam từ mà đón càng nghĩa là chập đam là so e pi là chập đam là so e chứng chim lực mau tài chuẩn luôn pram tế được nông video này đó chứng chứng từ mờ
biết đồng bông kê đồng nọ tạ. Ok, biết đồng bông kê cứ accountant. 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 Accountant ni at the native sang lê cứ a person that work with the money and accounts of a company. Và a person that works with the money and accounts of a company. Chứ accountant chỉ phải rằng lấy mình đây tham mình nu đại thuê ca chỉ mũi lưới hay nên công nhà ta công tiền kia rồi có account này cầm hồn và chẳng thuê ca phải còn tiền nên kẹt nền ấy chuẩn bị kẹt nền ấy hay nên phải còn chỉ mũi nền lưới nhưng hào ta accountant và ai phải chia phía sạc mà dưỡng cứ phải tha kẹt nền này có và kẹt nền này có vừa ca hàng kẹt này nữa dưỡng chưa mà đúng dưỡng phải tha accountant chỉ ca nghĩa và for example my sister is an accountant at a bank in a bank. Ok tỏ chân dưỡng và to từ một tiếp actor or actress và actor or actress tâm bất bị ní cứ đặt bị như thế actor hay bị mũi chết cứ actress hay bị ní khó khăn đời xa actor chỉ phết pro hay actress chỉ phết sáng tỏ chẳng như mơ anh tình này không sang lễ thì đã tâm mình. Ok, a person that acts in a play or a movie chẳng kia tha chìa mà nú đà sẩm đáy nơi khnông rương lực tháo rư có khnông sai phí phiền và movie sai phí phiền chẳng nẹ đà sẩm đáy nơi khnông lực tháo rư có sai phí phiền chìa phí sạc mai dưỡng prai thá tua sẩm đáy và tua con á việc phòng đá cứ tua con rư đà ra vì sẩm đáy như chẳng tờ rư tua sẩm đáy và hai actor ni cứ dương sẩm đáy từ lơ tua sẩm đáy phết pro và tu sầm đài pro hay actress từ tu sầm đài sậy và chương khó khăn đi lệ cận hạ chỉ paid và paid pro paid sậy paid pro nhưng ta actor paid sậy nhưng ta actress và tạm chương dương từ mơ bị vượt toa tiền và bị ti bay. Ok bị ti bay cứ architect và phong phun anh ta architect 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 cái này mình bọn bọn con cũng cho lòng ăn đã architect cứ archi xâm lý khẩn architect architect chỉ phải sang lý cái bỏ giải thả a person that designs building and houses a person that designs building and houses chẳng dừng phải thả chỉ mà nút đà cúp plong và design cứ cúp plong rồi có hà là chnai mốt và chnai mốt cúp plong nơi ở kia ok building and chẳng cúp plong gọi chỉ là cúp plong ở kia hay là cúp plong đẹp và chẳng phải sao mà những riêng tại ta tháp bát giác có và tháp bát giác có nó cứ là cúp plong rồi có là design thì là cái chnai mốt hàng à kia à tè ấy nưng cứ dương hà ta tập bật dạ cỏ tập bật dạ cỏ. Ok chứng dương bật to từ bịa tí buồn và bịa tí buồn cứ astronomer 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 astronomer. Ok astronomer in English, it said, a person who studies and the stars and the universe. A person who studies the stars and the universe. Thế nhưng phải tham mà nụ đà sắc xa một phí bạc và star, nhưng phải tập bạc nó lưu mệt nhé. Chúng có sắc xa một cái tập cái này chỉ cái ở quay tao biết thân nó còn lòng na tao biết mình tụng hôn bọn mà này nữa hơi nâng sắc xa một cái
con lục universe như chúng ta thà nông thà ti nông 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 bài giả cá nông nông lùm hò cả mà universe như chúng ta thà lùm hò cả nông nông sắc con lục dương thì nông lùm hò cả chân quạt sắc xàm bị hộp bằng bị cay xin nè hoặc nông cổ lộn đẹp tất thì chỉ đàm nữa chân dương hào quạt thái chụp sang lấy astronomer và astronomer chân phía xa chi phía xa mai dương dương prai thay dạng mạch nông phía xa mai dương cư dương prai thay đà ra vị tù và đà ra vị tù chân đà ra vị tù chỉ nè sắc xàm bị đà ra ta nữa cứ cài như là thật là ra mà vị tu cứ nhận sắc sạc không phi cài chén dương chô từ bị tịp prám cứ chỉ bị trong còi thì mà đón mình men bị trong còi xâm rạp càng nghe tích bị trong còi xâm rạp càng nghe để chấp đam là giả sau ế và hãy nông mê rin bần tốt nông video bần tốt nhưng đã phạt thú hay lại nít cứ bì và chúng mình nên ta càng nghe để chấp đam đó là sọ bì và tạm chân dương mơ bị tì prám khi cứ author dương anh ta author như chụp sang lấy they write books or novels chân author nâng cứ phụ quát cứ sơ xê sập hấu rưu có sơ xê rương phà lòng lộ chân nhạc đài sơ xê sập hấu hay nippon suppose nippon rương lòng lũng dương hào tha author và tí khác dương hào tha writer thôi mà đà mà writer có chỉ nhận nippon này hay author ní cứ dương xâm đạo từ lời cả nippon suppose cả xe suppose cứ có xe rương lòng lũng chương chìm sạc mà dương dương prai tha nhận nippon suppose mà nhận nippon suppose author ok chương bọn bọn rong chăm tu sân an video bần tốt cứ khiêm nâng bần tó nâu biết dường bị cả nghĩa hay nâng mục bò chếp sàng lễ bần tái khiêm đã chia sọ bì và khiêm nâng chập rô biết đà miên chập đàm là sọ bì hay bọn bọn thờ đơn tha mình men miên tập biết pram nâng tế để chấp pram đó sau ấy một cái bò miên bị ai nâng miên bị chia tiệt và phần đấy trong chưa được vô màu tại pram tế đã không mùi video đời xa lại thả bom ôn riêng chia tế ai mình gì chạm và thì bạn cả chạm chân đã pram tới cứ chui ở bom ôn chạm bị nâng bàn lò chìm và chân complete tam rong chăm tu sân video mình to phía phí hai nâng viên mà tỏ phía bây buôn pram rồi hốt đó ốc càng nghe được một bỏ tay mà đòn bạn chân complete subscribe channel rồi bọc nhóm ai đã được cần đấng like hay nâng share video này complete comment nâng càng cao video đừng bây giờ chân đăng thả ta bóng phổ ôn kịch và mất chân phù video mới này bạn chân chun phô ai bóng phổ ôn miên sốc phía lo tay ngọt ní chụp ní nâng video khỏi bye bye.